Quý vị thân mến, người ta thường nói, đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Câu nói này rất đúng đối với cuộc đời của một cô gái mồ côi, chịu nhiều cay đắng, tổn thương trong cuộc sống. Với sự hiền lành và tấm lòng bao dung của mình, giờ đây cô đã có một hạnh phúc trọn vẹn, khiến người khác nhìn vào đều phải ngưỡng mộ và ghen tị với cô. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây. Thảo ơi là Thảo, mày chết di chết dịch ở đâu mà không về nữa? Việc nhà thì cả đống, lợn gà còn chưa ăn, mày không về làm thì ai làm cho mày hả Thảo? Tiếng mụ Mai lanh lảnh gọi cái Thảo ầm cả làng cả xóm. Ở đây ai cũng biết, mụ Mai là người điêu ngoa nhất cái làng này. Ở một góc sân, cái Thảo đang chơi ô ăn quan với đám con nít trong làng. Nghe tiếng gọi, nó vội vàng đứng dậy ra về. Thím của tao gọi rồi, tao đi về đây. Bọn mày chơi đi nhé. Khi nào xong việc, tao ra chơi tiếp. Sao lúc nào mày cũng toàn làm việc vậy? Mới ra chơi được một tí lại về rồi. Thôi tao về đây, không thím ấy lại đánh đòn tao. Nói xong, nó liền cắp đít đi về. Về đến nơi, nó thấy mụ Mai đứng chặn ở cửa. Nó nhe răng cười hì hì. Thím đứng đây làm gì vậy? Khuôn mặt hung dữ của bà ta nhìn nó rồi rít lên từng hồi. Cái con danh trời đánh thánh vật này, mày suốt ngày đi chơi, không chịu làm việc gì hết. Tao nuôi mày cho tốn cơm tốn của, chứ không được cái việc gì hết. Nó cũng đâu có vừa, nó trừng mắt lên, đáp lại lời của bà ta. Thì con về đây rồi, làm gì mà thím cứ nói mãi thế? Ngày nào thím cũng la hét, không thấy chán sao? À, cái con này láo, mày dám trả treo tao nữa sao? Đúng là cái loại không cha không mẹ nên khó dạy bảo mà. Chửi nó, mắng nó thế nào, nó cũng đều chấp nhận hết. Nhưng đụng đến bố mẹ nó thì nó không chịu được. Nó liền hét vào mặt của mụ Mai. Bố mẹ con mất rồi, thím không được nhắc đến họ nữa. Con ghét thím. Nó vừa nói vừa khóc rồi chạy thẳng một mạch vào nhà. Hoàn cảnh của nó rất đáng thương. Bố mẹ nó buôn ma túy nên đã bị tuyên án tử hình. Năm nay nó vừa tròn 2 tuổi. Nó sang ở với chú thím nó từ năm lên 6 cơ. Ngày đó bố mẹ nó đi buôn ma túy nên rất giàu. Anh em họ làng làng xóm ai cũng xúm vào để kết thân. Nhưng đùng một cái, bố mẹ nó bị bắt. Họ bắt đầu tránh xa và không ai thèm quan tâm đến nữa. Ông bà hai bên cũng mất hết nên nó không biết bám víu vào ai. May còn chú ruột của nó thấy nó tội nghiệp nên mới đưa nó về nhà nuôi. Nhưng khổ nỗi, bà thím của nó là một người ghê gớm, suốt ngày chỉ biết mắng mỏ, chỉ chiết, khiến cho cuộc sống của nó vô cùng khổ sở và ngột ngạt. Nó không được đi học giống như các bạn cùng trang lứa, nhưng nó lại rất ham học hỏi. Cứ mỗi lần nghe con gái của chú thím nó học bài là nó lại lẻn vào xin học ké. Vậy mà nó giỏi bài nào nó cũng thuộc, cũng nhớ hết được. Nó vào trong, vừa ngồi băm rau lợn nó vừa khóc. Tính nó thì mạnh mẽ lắm, nó ít khi để ý đến lời của người khác. Nhưng hôm nay, thím của nó lại nhắc đến bố mẹ nó, nên nó buồn, nó nhớ bố mẹ. Mày khóc gì nữa mà khóc, làm nhanh lên, không tao cho mày nhịn cơm bây giờ. Nó ngước đôi mắt ngấn lệ của nó lên, nhìn thím nó một cái, rồi cúi xuống làm việc tiếp. Qua ngày hôm sau, thím nó bắt đầu đi cấy thuê cho người làng bên. Nhìn thấy nó còn nhỏ mà suốt ngày phải làm việc, ai cũng thương xót. Ê Thảo, lên đây ngồi ăn đã. Dạ thôi, các bác ăn đi, cháu tranh thủ cấy cho xong đám ruộng, về còn làm việc khác. Ăn mới có sức mà làm chứ. Đám ruộng đó mày cày cả ngày chắc cũng chưa xong nữa. Dạ, cháu cứ cố gắng cấy xem sao. Vì sức nó yếu nên mặc dù nó cố gắng cấy đến chiều tối, nhưng đám ruộng chỉ mới cấy có được một nửa. Nó sợ về nhà, bà thím của nó lại lên cơn điên chửi, nên cứ lưỡng lự không dám về nhà. Sao không về nữa Thảo? Trời tối rồi đấy. Dạ mà cháu cấy chưa xong. Chưa xong thì thôi chứ, trời tối thì đường gì mà làm nữa. Nó nghe lời các bác nên cũng theo họ để về. Về đến nhà, nó thấy thím nó ăn mặc đẹp, vẻ mặt tươi cười hớn hở, đang đứng ở sân. Thảo, sao mày về muộn vậy?
Mày vào tắm rửa, lát chú về dọn cơm cho chú ăn với. Tao đi sang nhà ông bà để đón em Hền về nhé. Nó ngạc nhiên khi thấy bà thím hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày. Nó ngặt đầu rồi đi vào trong tắm rửa. Đang tắm dở thì nó nghe tiếng chú nó về ngoài cửa. Bỗng nó hét lớn lên rồi khóc tu tu. Tại vì nó sờ tay xuống thấy có ít máu chảy ra từ chỗ nhạy cảm nên nó rất sợ. Chú nó nghe tiếng nó hét thì chạy xuống hỏi dồn dập. Thảo ơi, cháu bị làm sao vậy? Nó cố lấy lại bình tĩnh rồi trả lời chú nó. Dạ, tại nước nóng quá chú ơi, không sao đâu. Trời đất, nước nóng thì pha nước lạnh vào mà tắm, chưa lớn rồi mà cứ khóc vậy sao? Dạ, cháu biết rồi. Nó tắm rửa xong xuôi rồi đi vào phòng nằm. Thảo ơi, cháu không ăn cơm sao? Dạ, cháu nghe mệt nên cháu không muốn ăn. Mệt cũng phải ăn chứ, ăn để còn có sức làm việc. Chú cứ ăn trước đi, lát cháu ra ăn sau. Nó mệt mỏi vào giường nằm. Nó nằm được một lúc thì lại ngồi dậy xem sao. Thấy máu vẫn chảy ra ướt hết quần nó, lại úp mặt xuống gối khóc nấc lên. Nó nghĩ mình bị bệnh gì nguy hiểm nên máu mới chảy ra nhiều như vậy. Chú nó ở ngoài cảm thấy lạ, vì từ trước tới nay dù có mệt cỡ nào nó cũng chưa bao giờ bỏ cơm. Thảo ơi, mở cửa cho chú. Nó nghe tiếng chú nó kêu nhưng vẫn úp mặt xuống gối khóc thút thít. Có chuyện gì với cháu sao? Mau mở cửa cho chú nhanh. Nó định không mở, nhưng chú nó cứ đứng ở cửa gọi mãi nên nó không còn cách nào khác, đành ngồi dậy mở cho chú vào. Làm gì mà cháu khóc cho sưng mắt lên vậy? Chú ơi, cháu sắp chết rồi, cháu thấy máu chảy ra nhiều quá, cháu sợ lắm chú ơi. Chú nó sợ quá, liền lo lắng hỏi nó. Máu chảy ở đâu? Nó liền quay người lại, rồi chỉ vào đít quần. Máu chảy ra ướt hết quần cháu, có phải cháu chuẩn bị chết không chú? Chú nó đứng như trời trồng. Hai hàng nước mắt của chú nó bắt đầu xuất hiện trên gò má. Không phải là cháu bị bệnh đâu. Đây là hiện tượng bình thường của một người phụ nữ. Nó vẫn chưa hiểu nên đưa con mắt ngơ ngác nhìn chú ấy. Là sao hả chú? Để ít bữa nữa chú sẽ nhờ người giải thích cho cháu nhé. Giờ cháu ở đây để chú chạy ra tạp hóa mua cho cháu ít đồ. Nó quệt nước mắt rồi gật đầu với chú nó. Dạ. Một lúc sau chú nó trở về, trên tay cầm một cái bịch rồi đem cho nó. Cháu mặc cái này vào, nó sẽ giúp cho cháu máu không chảy ra quần. Nói xong, chú nó còn cẩn thận bày cho nó cách mặc thế nào cho đúng. Qua ngày hôm sau, nó được cô bán tạp hóa giải thích nên nó hiểu. Nó không thấy lo giống như ngày hôm qua nữa. Nó mừng là nó không bị bệnh gì cả. Từ khi nó bước vào độ tuổi dậy thì, người nó có da có thịt hơn. Nó đẹp, đẹp theo cái kiểu duyên ngầm. Đó là cái cách mà người ta hay nhận xét nó mỗi khi gặp nó. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, nó dậy sớm để ra đồng làm việc. Chú nó cũng đi làm từ sớm. Trong nhà chỉ có mình thím nó ở nhà lo cơm nước. Đến trưa đang làm, tự nhiên nó đau bụng dữ dội nên mới về nhà nghỉ ngơi. Về đến nơi thấy nhà cửa yên ắng, nó nghĩ thím nó đã đi chơi đâu rồi nên nó lặng lặng vào phòng nằm nghỉ. Chợt nó nghe có tiếng nói của một người đàn ông phát ra từ phòng chú thím nó, nên nó chạy qua xem thử. Nó cứ áp sát tai vào nghe. Tiếng động trong phòng mỗi lúc một lớn lên, nhưng nó không biết là cái gì. Nó ngại không dám gõ cửa, nó cứ ngồi ngoài chờ xem có chuyện gì xảy ra không. Tại vì nó biết chú nó đi làm xa nên không thể là người ở trong đó được. Nó ngồi ngoài chờ một hồi lâu, bỗng cánh cửa mở. Nó thấy thím nó với một người đàn ông lạ ôm ấp nhau đi ra ngoài. Nó biết ý nên nấp vào một góc. Nó biết là thím nó đang ngoại tình và phản bội lại chú của nó. Nhưng nó chẳng nói đâu. Đó là chuyện của người lớn, họ sẽ tự giải quyết lấy. Và rồi cho đến một ngày, nó đi làm về, thấy mấy người lạ mặt đang ở trong nhà. Nhìn sang bên cạnh, thấy thím nó mặt tái mét, đang quỳ gối dưới nhà khóc lóc van xin. Còn chú của nó ngồi trên ghế bất lực, nhìn mọi thứ,
Tôi xin mấy anh chị tha cho tôi ít bữa nữa, tôi có tiền tôi sẽ trả. Một người trong số đó hét lớn lên. Trả, mày hẹn bọn tao biết bao nhiêu lần rồi, giờ lãi mẹ đẻ lãi con mà mày chưa trả được đồng nào. Nói xong ông ta đi lại bên cạnh chú nó rồi nói. Mày là chồng của nó thì phải có trách nhiệm trả nợ cho bọn tao, không thì đừng trách bọn tao độc ác nghe chưa. Mặt của chú nó lúc đó cũng tái xanh như tàu lá chuối. Nó nhìn mà thương đứt ruột gan. Các anh thư thư cho chúng tôi mấy bữa nữa được không? Giờ chúng tôi không còn một đồng nào để trả cho các anh. Mong các anh thông cảm cho chúng tôi. Thông cảm cho bọn mày, thế ai thông cảm cho bọn tao? Hắn ta vừa nói, vừa dí đầu chú nó xuống nhà. Nó thấy vậy nên vừa khóc, vừa la lớn lên. Thả chú tôi ra! Ai cho các người đánh chú của tôi? À, mày là ai mà dám lên tiếng ở đây? Chú của nó sợ hãi nhìn về phía nó. Thảo, cháu đi đi. Cháu đừng có nói gì hết. Đây là chuyện của người lớn. Cháu đừng xen vào. Họ sẽ làm hại cháu đó. Cháu không đi. Cháu không cho phép ai làm hại chú cả. Nó vừa nói xong thì người phụ nữ duy nhất trong đám đó đứng dậy, đi lại gần bên nó rồi nói. Mày là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nó nhìn bà ta rồi lễ phép trả lời. Dạ, cháu là Thảo, cháu ruột của chú thím cháu. Năm nay cháu 12 tuổi. Mày cũng gan dạ đấy. Giờ này mày muốn bọn tao lấy mạng của chím thím mày không? Nó sợ hãi ngước con mắt đẫm lệ của mình lên nhìn. Dạ, dạ cháu không muốn. Thế mày có muốn cứu chú thím mày không? Nó không cần suy nghĩ liền trả lời lại luôn. Dạ muốn. Chú nó đứng bên cạnh hoảng hồn, nhắc nó liên tục. Thảo, chú nói cháu có nghe không? Đây là chuyện của người lớn, cháu nghe theo bà ta sẽ nguy hiểm đó. Chú ơi, cháu mang ơn chú thím rất nhiều, nên giờ thấy hai người gặp nạn, cháu không đành lòng. Chú đừng nói gì hết nữa nhé. Rất dũng cảm, tao thích mày rồi đó. Giờ mày muốn cứu chú thím mày về, thì về ở với tao, tao sẽ trừ nợ một nửa cho họ. Còn một nửa tiền nợ, tao sẽ hóa giá ngôi nhà này luôn. Thím nó ngồi ở dưới, mừng giống như bắt được vàng. Thảo, cháu đồng ý với bà ta đi, không là họ sẽ giết chú thím mất. Chú của nó tức giận, mắng xối xả vào mặt vợ mình. Cô còn có tư cách để lên tiếng ở đây sao? Vì cô mà cái nhà này phải chịu khổ. Cô ngoại tình đem hết tiền cho trai, giờ mắc một đống nợ, cô tự đi mà trả lấy. Đừng có kêu ai nữa. Tôi cũng đâu có muốn. Bây giờ ông trách tôi thì tôi cũng đành chịu. Người đàn bà kia nghe tiếng cãi vã thì bực mình hét lớn lên. Chúng mày im hết. Chuyện đó là chuyện của vợ chồng nhà mày. Thứ tao cần bây giờ là tiền. Như tao đã nói, tao sẽ đưa con bé này về làm người ở và hóa giá cái nhà này và miếng đất của này. Bọn mày đồng ý thì tao làm. Còn không thì cho tao xin hai cái tay của vợ chồng bọn mày trước nhé. Nghe bà ta hăm dọa, mụ mai run như cầy sấy. Thảo ơi, cháu hãy cứu chú thím nhé. Nó khóc nức lên, quay sang nhìn chú nó. Chú ơi, chú hãy đồng ý như nhé. Con người là con của đó chú. Cháu hứa với chú là sẽ sống tốt. Chú cũng giống như bố mẹ cháu. Cháu không muốn chú ra đi như họ đâu. Chú nó nhìn nó với ánh mắt đầy sự yêu thương. Đã từ rất lâu, chú nó thương nó giống như con ruột của mình. Bây giờ thấy nó có hiếu như vậy, chú nó thương và cảm động lắm. Chú thương mày lắm Thảo à. Không sao đâu chú, cháu nhịn được. Giờ không còn cách nào khác, chú nó đành nhắm mắt làm ngơ để cho mấy người đó đưa nó đi. Vậy là cuộc sống của nó lại bắt đầu sang một trang mới. Nó nước mắt ngắn mắt dài vào thu dọn đồ đạc đi theo mấy người đó. Ngày đầu tiên đến một nơi xa lạ, nó sợ hãi cứ đứng nép vào một góc. Nhanh đi vào nhà, con đứng đó làm gì? Dạ, dạ cháu biết rồi. Ngôi nhà mà nó chuẩn bị đến ở là nhà của mụ Hoa. Mụ ta nổi tiếng giàu có và độc ác. Gia đình mụ ta làm nghề cho vay nặng lãi và buôn bán trái phép từ rất lâu rồi. Mày tên là Thảo đúng không? Nó đang mải nhìn theo mọi thứ, nghe mụ Hoa hỏi, nó bỗng giật mình.
Dạ thưa bà, cháu tên là Thảo. Thế mày ở nhà làm được những việc gì? Con làm được tất cả mọi việc. Vậy thì tốt, vào nhà cất đồ rồi ra làm việc. Cả ngôi nhà rộng lớn như vậy, nhưng chỉ có một người làm, giờ thêm nó nữa là hai. Em mới vào đây làm sao? Nó quay lại người nhìn. Dạ, em chào chị, tên em là Thảo. Ừ, chị tên Hương, vào đây làm hơi vất vả đó em. Sao em còn nhỏ, không đi học mà lại đi làm thuê sớm thế? Nó cười. Dạ, em không có tiền để đi học. Hương như hiểu được nỗi lòng của nó, nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Vào đây làm, nó phải làm đủ thứ việc trên đời. Nó tính tình siêng năng, nên mụ Hoa cũng không làm nó, hay bắt bẻ nó nhiều. Nhoáng một cái mà nó đã làm cho gia đình mụ Hoa được mấy năm rồi. Nói chính xác hơn, năm nay nó vừa bước sang tuổi 16. Nó như hóa thành một người khác vậy. Nước da trắng ngần, đôi môi chúm chím nhìn rất đẹp và dễ thương. Ai mới nhìn lấy lần đầu, chắc cũng phải tấm tắc dành lời khen không ngớt. Lão Cường, chồng của mụ Hoa, mỗi lần nhìn thấy nó là lại nuốt nước miếng ừng ực. Hôm nay, nó đang ngồi rửa chén, thì Lão Cường đi lại, vỗ vào mông nó một cái. Nó sợ hãi, vội vàng đứng dậy. Ông đang làm cái gì vậy? Lão nhe răng cười dê một cái, khiến cho cả người nó nổi hết cả da gà. Mày làm gì mà hốt hoảng vậy? Tao thấy mày rửa chén một mình buồn, thì ra đây ngồi nói chuyện với mày cho vui thôi. Thảo ngại ngùng đáp lại lời của lão ta. Ông đi vào đi, con tự rửa một mình quen rồi. Mày bày đặt ngại nữa, mày làm đây cho nhà tao lâu rồi, tao coi mày như con cháu trong nhà thôi. Dạ, con cảm ơn ông nhiều. Bỗng ở trong nhà vọng ra tiếng chửi lanh rảnh của mụ Hoa. Lão Cường đâu rồi? Vào đây tôi bảo. Vốn là một người sợ vợ, nghe tiếng của bà ta, ông ta vội vàng đứng dậy đi vào trong. Tao đi vào, bà đang gọi, bữa sau tao nói chuyện với mày tiếp nhé. Thảo không nói gì, nó sợ hãi cứ cúi gằm mặt xuống. Thấy ông ta bước đi, nó bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cứ thế trôi nhanh, theo thời gian sắc đẹp của Thảo cũng tăng lên gấp bội. Nhiều người còn ví Thảo giống như mấy tiểu thư con nhà giàu. Nhưng ai đâu biết rằng Thảo chỉ là một đứa giúp việc quanh năm chịu khổ. Hôm nay cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình Thảo ở nhà trên nên bà Hoa chạy vào giao việc cho Thảo. Hôm nay mọi người đi vắng hết, mày ở nhà nhớ làm hết mọi việc nghe chưa? Với lại chiều nấu ăn sớm để vợ chồng tao về ăn nữa. Nó lễ phép trả lời. Dạ, con biết rồi bà. Đến trưa, Thảo làm xong hết mọi việc, tranh thủ vào phòng nằm nghỉ một xíu. Vừa mới đặt lưng xuống thì có tiếng gõ cửa. Thảo vội vàng lật đật chạy ra mở cửa xem thử là ai. Ông sao giờ về giờ này? Tao quên ít đồ về nhà lấy. Sao mày chui vào giường ngủ rồi? Dạ, con hơi mệt tí. Nói xong bất ngờ, ông ta đẩy Thảo vào phòng rồi đóng cửa lại. Thảo hốt hoảng la lên. Ông đang làm cái gì thế? Ông đi ra khỏi phòng con đi. Im miệng, hôm nay tao sẽ cho mày được nếm mùi sung sướng. Cả người Thảo bây giờ run lên bần bật. Cái khuôn mặt gớm ghiếc của ông ta cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô. Ông ơi, con xin ông đi ra ngoài giùm con. Nếu để bà biết được, bà sẽ giết con mất. Mày yên tâm, tao không nói, mày không nói, thì đố bà biết được. Ông ta giờ đây như con hổ đói, cứ nhìn Thảo như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ngoan, hôm nay mày chiều ông một chút, ông sẽ cho mày rất nhiều tiền. Ông ta vừa nói, vừa cởi quần áo tiến sát lại gần người Thảo. Con xin ông, con không cần tiền, con đang còn nhỏ, con chưa biết gì đâu. Chưa biết thì bây giờ ông sẽ cho mày biết. Nói xong, ông ta đi lại ôm lấy Thảo, rồi bắt đầu hôn lên mặt, lên cổ của cô. Cả người Thảo bây giờ lạnh hết cả lên. Cô càng vùng vẫy thì ông ta lại càng siết chặt. Từng chiếc cúc áo trên người cô được ông ta từ từ cởi ra hết.
Vì thế bộ ngực trắng nõn nà của cô cũng hiện ra trước mặt, khiến cho máu dây trong người của ông ta tăng lên gấp bội. Thảo bất lực gào lên trong đau đớn. Con xin ông đừng làm vậy với con sợ lắm ông ơi. Bỗng ở ngoài có tiếng đập cửa dồn dập. Mở cửa nhanh. Đó là tiếng của mụ Hoa. Thảo nghe xong mừng muốn rơi nước mắt. Còn lão Cường sợ quá, vội buông Thảo ra, rồi lấy quần áo mặc vào, chui tọt xuống giường. Nhanh lên, làm gì mà mày không chịu mở cửa vậy Thảo? Thảo sợ quá, hai bờ môi tím ngắt, tay run run cố gắng gài từng cúc áo vào. Dạ, con ra đây dây. Vào đến phòng, khuôn mặt giận dữ của bà ta nhìn Thảo như sinh vật lạ. Mày vừa mới làm chuyện gì mờ ám đúng không? Thảo sợ hết hồn hết vía, khuôn mặt tái xanh cắt không còn ra giọt máu. Dạ, con chỉ nằm ngủ trưa thôi, mong bà bỏ qua cho con. Có thật là mày ngủ trưa không? Dạ, thật ạ. Bà ta đưa con mắt đảo qua một lượt trong phòng, rồi nhìn qua Thảo. Mày nói dối mà không biết ngượng mồm. Mày vừa mới cài sai cúc áo đó. Tao tưởng mày hiền lành thật thà, ai ngờ mày là cáo chín đuôi. Thảo bây giờ hồn vía bay lên mây khi nghe bà ta nói vậy. Dạ chắc hồi nãy con tắm nên cài sai thôi ạ. Bà ta với khuôn mặt sát thủ đi lại tát cho Thảo một cái đau đớn vào má. Sai này, tao đánh cho mày vỡ mặt bây giờ. Nói xong bà ta cúi xuống, lôi lão Cường từ dưới gầm giường lên. Ông ta bây giờ cũng không khác gì Thảo, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bà về hồi nào vậy? Bà ta nghiến răng nghiến lợi, đánh mạnh vào người của ông ta. Ông dám lừa tôi để về mèo mả gà đồng với nó sao? Tôi nuôi ông béo thế này để cho ông ta tí tởn với nó sao? Lão ta sợ quá, quỳ xuống nhà, chắp hai tay cầu xin vợ mình. Tôi xin bà tha thứ cho tôi. Tại nó cứ khiêu dâm trước mặt tôi nên tôi không thể nào chịu được. Chứ trong trái tim tôi chỉ có một mình bà thôi. Tôi xin lấy tính mạng của mình ra, thề là từ nay về sau tôi không dám làm vậy nữa. Mặc dù đang tức giận, nhưng khi nghe những lời có cánh của chồng mình, mụ Hoa bỗng thay đổi nét mặt. Được, tạm thời tôi chấp nhận lý do của ông. Nếu từ nay ông còn làm vậy, tôi sẽ cắt cổ quý của ông mà không thương tiếc đâu. Cảm ơn bà, đội ơn bà. Mụ Hoa vội quay sang nói với Thảo. Mày liệu hồn, chiều tao sẽ xử mày. Chiều hôm đó tội nghiệp cho Thảo, cô được một bữa no đòn từ cơn thịnh nộ của mụ Hoa. Đánh nó cho tao, đánh cho chừa cái tội dụ dỗ đàn ông. Mới tí tuổi mà bày đặt khiêu dâm người khác rồi. Thảo nghe từng lời từng chữ của bà ta mà cổ họng bỗng nghẹn lại. Đúng là phận con ở khổ đủ trăm đường. Cô cố gắng mím môi để chịu đựng những cơn đau do những trận đòn mang lại. Thế Thảo đã thật sự gục ngã, bà ta mới ra hiệu cho đàn em dừng tay lại. Được rồi, đánh vậy là đủ. Kéo nó vào trong nhà, nhốt nó lại cho nó nhịn cơm 2 ngày. Xem nó còn có sức đi dụ dỗ chồng của người khác không? Giờ đây, nỗi đau tinh thần cộng với nỗi đau thể xác khiến cho Thảo không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Cô được bọn chúng kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ngồi nhìn 4 bức tường lạnh lẽo, tim cô đau thắt lại. Cùng là con người với nhau, đâu cần phải độc ác như vậy. Tối đến, cái bụng của Thảo cứ réo liên tục vì bụng đói. Vừa đau vừa mệt, Thảo chỉ biết nằm ngủ thiếp đi. Trong mơ cô thấy ba, thấy mẹ về nói Thảo rằng phải cố gắng sống tốt, thì họ ở dưới suối vàng mới yên lòng được. Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Thảo khóc nấc lên không thành tiếng. Chợt ở ngoài có tiếng động. Cô vội ngồi nép vào một góc. Thấy cảnh cửa mở, Thảo cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng rất may đó là chị Hương, nên trên tay chị ấy cầm một tô cơm. Thảo em sao rồi? Có mệt lắm không? Thảo bất ngờ nhìn khi nhìn thấy chị ấy. Chị, sao chị vào được đây? Chị có chìa khóa. Chị dùng mỹ nhân kế để đổi lấy chìa khóa này đó. Thảo rưng rưng nước mắt. Cảm ơn chị nhiều. Chị làm vậy ông bà chủ biết được
họ sẽ đánh đòn chị đó. Em yên tâm, giờ này ông bà ngủ hết rồi, em lại đây ăn cơm không đói. Nhìn tô cơm mà nước mắt Thảo cứ rơi. Đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên em. Phận đi ở như chúng ta, không có quyền lựa chọn. Thảo nghe lời chị Hương đi lại ăn hết tô cơm mà chị ấy đưa vào. Em cảm ơn chị rất nhiều. Có gì đâu mà cảm ơn. Em cũng giống như em gái của chị thôi mà. Ăn uống xong xuôi, Thảo được chị ấy thoa dầu vào chỗ đau cho. Thôi em nằm nghỉ xíu đi. Chị đi về phòng để trả chìa khóa cho người ta đã. Dạ, một lần nữa cho em nói lời cảm ơn đến chị. Một thời gian sau, Thảo đang làm việc thì chị Hương gọi xuống gọi. Thảo, em lên nhà có người gặp. Chị có biết là ai không? Chị cũng không biết nữa. Em lên thử xem sao. Thảo lật đật chạy lên nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy ông Hùng, chú ruột của cô. Đã lâu lắm rồi, bây giờ Thảo mới được gặp lại. Từ khi cô vào đây để trả nợ thay cho họ, thì cũng là ngày chú thím của Thảo bỏ đi biệt tích. Chú, có phải là chú không? Ông Hùng khóc nấc lên khi thấy Thảo bây giờ đã khôn lớn. Cháu của chú nay đã lớn thế này rồi sao? Chú xin lỗi vì đã bắt cháu phải chịu khổ. Thảo nước mắt ngắn mắt dài, nhìn chú mình rồi nói. Trong thời gian qua, chú đi đâu mà không đến thăm cháu? Cháu nhớ và lo cho chú lắm. Chú có biết không? Ông Hùng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chú bỏ xứ đi làm ăn xa. Nay chú trở về để chuộc cháu ra đây. Nói xong, ông quay sang nói với vợ chồng mụ Hoa. Ông bà cho tôi chuộc con bé ra được không? Mụ Hoa dùng con mắt sắc lạnh của mình để nhìn ông Hùng. Ông có tiền không mà đòi mang nó về? Dạ có, xin ông bà hãy ra giá đi ạ. 300 triệu, không hơn không kém. Thảo tá hỏa đầu óc. Cô biết chú mình nghèo, làm gì có số tiền lớn mà đưa cho mụ ta. Được, 300 triệu tôi sẽ đưa cho ông bà. Mong hai người không nuốt lời. Lời của ông Hùng chắc như đinh đóng cột, khiến cho Thảo và vợ chồng mụ Hoa há hốc mồm ngạc nhiên. Chú lấy tiền đâu mà đưa cho bà ấy chứ? Cháu ở đây cũng được, chú không phải lo đâu. Ông Hùng quay sang nhìn Thảo rồi cười. Cháu yên tâm, chú có tiền thì mới dám đến đây để đưa cháu về. Sau một hồi xong xuôi hết tất cả, tiền đã vào túi của vợ chồng mụ Hoa, đồng nghĩa với việc Thảo đã được tự do. Ra khỏi cổng, Thảo liền ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Thoát khỏi nơi tăm tối này, cô giống như được hồi sinh thêm một lần nữa. Đừng khóc nữa. Từ nay trở về sau, chú sẽ cho cháu một cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn cháu vì những năm qua đã chịu đựng khổ sở vì chú. Thảo ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ông Hùng. Sao chú có nhiều tiền mà đưa cho bà ta vậy? Chuyện dài lắm. Do chú làm ăn buôn bán có lời nên có được một số vốn. Chú đầu tư vào đất đai nên bây giờ chú có tiền rồi, nên cháu cứ yên tâm đi nhé. Nói thật, Thảo rất sợ, tại vì ngày xưa nhà cô đã từng rất giàu. Nhưng đùng một cái, bố mẹ cô bị bắt. Tất cả mọi tài sản của cải cũng bay đi hết chỉ trong một đêm. Chú nói thật chứ? Như hiểu được lòng của Thảo, ông Hùng vội gật đầu. Ừ thật, cháu cứ yên tâm, chú biết mình phải làm gì mà. Dạ, cháu chỉ lo cho chú thôi. Không sao đâu, giờ chúng ta về nhé. Ông Hùng chở Thảo về bằng xe máy. Đến nơi thấy căn nhà khang trang xinh đẹp, Thảo ngạc nhiên. Nhà ai đây chú? Nhà của chúng ta, cháu đi vào đi nhé. Vào bên trong, Thảo thấy một người phụ nữ lạ ngồi ở bàn. Cô mới hỏi. Cô này là ai vậy chú? Cô ấy chính là thím Hồng, vợ mới của chú. Thảo như người từ trên trời rơi xuống. Vậy em Hiền và thím Mai đâu rồi chú? Chú ly dị bà ấy lâu rồi, còn em Hiền thì đang làm công nhân ở trong Nam. Thảo biết vậy nên cũng lễ phép cúi chào thím Hồng. Cháu chào thím, cháu tên là Thảo. Khác xa với thím Mai, thím Hồng nhìn rất hiền lành và hiểu chuyện.
Thím nghe chú Hùng kể về cháu rồi. Giờ cháu vào tắm rửa, rồi ra ăn cơm, chúng ta nói chuyện tiếp. Dạ, cháu cảm ơn thím nhiều. Vì Thảo ngoan ngoãn lễ phép, nên chú thím rất thương cô. Hai người họ quyết định cho Thảo đi học nghề may, để sau này còn có việc làm mà nuôi thân. Hôm nay trong lúc ngồi ăn cơm, hai vợ chồng ông Hùng ngồi nói chuyện với Thảo. Thảo này, chú thím muốn cháu đi học may, sau này về mở tiệm cho có công ăn việc làm. Thảo dừng đũa nhìn hai người bọn họ. Vậy có được không chú thím? Được chứ. Thím thấy cháu khéo tay, học nghề may là hợp lý nhất. Dạ, cháu cũng thích lắm, nhưng sợ không có tiền để mở tiệm. Cháu không phải lo, chuyện mở tiệm đã có chú thím. Dạ, nếu chú thím đã nói vậy, thì cháu sẽ cố gắng hết mình. Vì sáng dạ, cộng với khéo tay, nên Thảo học và tiếp thu rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cô đã tự tay may thành Thảo và làm hết mọi việc. Thấy mọi thứ đã ổn Thảo, Thảo đi về xin phép chú thím mở tiệm. Ngày đầu tiên được ngắm nhìn thành quả cố gắng của mình, Thảo xúc động nói không nên lời. Cuộc đời chẳng cần giàu sang, chỉ cần bình yên, đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc lắm rồi. Cố gắng lên cháu nhé, vì tương lai phía trước. Thảo gật đầu đáp lời chú mình. Dạ, cháu cảm ơn chú thím rất nhiều. Cảm ơn gì chứ? Vì cháu xứng đáng mà. Không biết do Thảo may đẹp hay có duyên nữa mà khách cứ đến tiệm mỗi ngày một đông. Có nhiều lúc khách đến hối để lấy đồ khiến cho Thảo cứ cuống hết cả lên. Thảo ơi, may xong đồ cho chị chưa? Thảo nở một nụ cười tươi. Hê, dạ gần xong rồi chị. Chị chờ em một chút xíu nữa nhé. Ừ, mặc dù rất mệt, nhưng Thảo cảm thấy rất vui. Cô cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để làm hài lòng những vị khách của mình. Trưa nay cô đói bụng nên đóng quán đi ra kiếm gì ăn thì vô tình bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đụng phải. Cô đau quá ngồi xuống vệ đường ôm lấy chân mình. Tôi xin lỗi cô, do tôi đang vội quá nên đi không nhìn đường. Thảo ngước nhên đáp lời anh ta. Không sao, tôi chỉ hơi đau một chút. Lần sau anh đi đường, nhớ nhìn nhé, chứ lỡ đụng con nít hay người già thì lại tội họ. Nghe tiếng nói dễ thương và khuôn mặt xinh đẹp của Thảo, người đàn ông đụng phải cô cứ như bị thôi miên, đứng đơ ra nhìn cô như vậy. Này, anh nhìn gì tôi thế? À, tôi muốn biết tên của cô. Tôi tên là Thảo. Còn tôi tên là Toàn, nhà ở xã bên. Giờ tôi chở cô về nhà nhé. Thảo định từ chối, nhưng khi đứng dậy, cái chân nó đau không tài nào chịu nổi. Tôi tự về cũng được. Toàn nhìn cô rồi nói. Cô đau vậy thì đi sao được? Lên đây tôi chở cô về nè. Mặc dù rất ngại, nhưng nghĩ đến đồng hồ còn chưa may ở nhà, cô đành miễn cưỡng leo lên xe anh để về. Nhà cô ở đâu? Anh chở tôi đến tiệm may của tôi gần đây cũng được nhé. Vậy cô là thợ may sao? Dạ, tôi cũng mới vừa mở tiệm thôi. Vậy để mai mốt tôi ghé cô may đồ xem sao. Dạ, nếu có dịp thì nhớ ủng hộ tôi nhé. Nói chuyện qua lại, xe cũng chạy đến nơi. Đến nơi rồi, anh dừng xe cho tôi xuống với. Ừ, cô về mà đau thì nhớ xoa dầu vào nhé. Giờ tôi đang có việc nên phải đi gấp. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Vài ngày sau, Thảo đang ngồi may đồ thì Toàn bất ngờ bước vào. Chào cô. Ôi, là anh sao? Tôi đi có việc ở đây nên tiện thể rẽ vào xem cô đã đỡ đau chân chưa. Thảo rời bàn may đi lại. Tôi hết đau rồi, mời anh vào ngồi chơi đã. Thảo kéo ghế cho Toàn ngồi. Rồi với ấm nước trên bàn mời anh. Mời anh uống nước. Mà hình như anh Toàn làm việc ở đây phải không? Ừ, tôi làm cán bộ ngoài huyện nên bắt buộc phải đi đường này. Vậy mai mốt có việc gì ở huyện chắc phải ra nhờ anh giúp đỡ. Ai chứ cô thì tôi không thể nào từ chối. Nếu được vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều. Từ ngày quen được Thảo, hầu như ngày nào Toàn cũng rẽ vào để chơi với cô.
toàn hơn cô tận 5 tuổi, lại có học thức, công việc đàng hoàng nên khiến cho Thảo rất có tình cảm. Đối với Toàn cũng vậy, anh si mê cô từ cái lần gặp đầu tiên ấy. Hôm nay đến chơi, anh mạnh dạn hỏi cô. Cô Thảo này, tôi muốn hỏi cô một điều. Thảo hơi ngạc nhiên. Anh muốn hỏi tôi điều gì? Toàn hơi ngại ngùng. Tôi muốn hỏi là cô Thảo đã có người yêu chưa? Thảo nở một nụ cười mê hoặc. Tôi chưa có, mà người như tôi cũng không ai muốn yêu đâu. Cô Thảo lại khiêm tốn quá rồi. Người như cô Thảo đây chỉ cần gật đầu một cái, có biết bao người xếp hàng. Anh cứ nói quá lên, làm tôi ngại. Tôi nói thật mà. Hai người họ cứ nói chuyện theo kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Với sự kiên trì và tấm lòng chân thành của Toàn đã dần chiếm được trái tim của Thảo. Cô đã đồng ý nhận lời làm người yêu của anh. Yêu nhau được một thời gian, Toàn ngỏ ý muốn đưa cô về ra mắt. Thảo nè, ngày mai về nhà anh chơi nhé. Thảo hơi lưỡng lự. Để bữa khác được không anh? Em chưa chuẩn bị tâm lý. Có gì đâu, nhà anh cũng như nhà em thôi. Cứ về qua lại cho quen, rồi mai mốt về đỡ bỡ ngỡ. Nhưng lỡ bố mẹ anh không thích em thì sao? Không có chuyện đó đâu, bố mẹ anh tính hiền lành lắm. Dạ, vậy thì ngày mai em sang. Ừ, sáng mai anh sang đón em sớm. Cả đêm hôm đó, Thảo không ngủ được, cứ lo sợ khi lần đầu đến nhà Toàn. Cô lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt nổi. Đến khi gần sáng, cô mới thiếp đi được một lúc. Thảo ơi, cháu dậy chưa? Dậy chuẩn bị để sang nhà thằng Toàn nhé. Nghe tiếng chú Hùng kêu ở ngoài, Thảo mới giật mình ngồi dậy. Dạ, cháu dậy đây rồi chú ơi. Làm vệ sinh sạch sẽ, Thảo đi lại tủ đồ chọn một bộ kín đáo rồi mặc vào. Thím Hồng ngồi thế ghế, nhìn thấy Thảo liền nói. Cháu sang bên đó, nhớ giữ gìn lời ăn tiếng nói. Nhìn trước ngó sau, nhà họ không giống với nhà mình, nên đặc biệt phải giữ ý tứ nhé. Thảo gật đầu đáp lời của thím ấy. Dạ, cháu sẽ luôn ghi nhớ lời của thím. Ừ, thím chỉ mong cháu được gia đình họ yêu thương. Thằng Toàn là người tốt, nên nhất định cháu sẽ được hạnh phúc. Cháu cảm ơn thím nhiều, cháu sẽ cố gắng sống tốt để cho hai người yên tâm. Cô và thím Hồng nói chuyện một lúc, thì Toàn cũng vừa đến. Anh đi vào lễ phép cúi chào. Cháu chào chú thím. Toàn sang ngồi hạ cháu. Dạ. Ngồi chơi được một lúc, Toàn cũng xin phép chở Thảo đi. Giờ cháu xin phép chú thím cho cháu chở Thảo qua nhà cháu nhé. Ừ, hai đứa đi đi. Cho chú gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu với nhé. Dạ, chú. Đây là lần đầu tiên Thảo đến nhà Toàn chơi, nên cô rất hồi hộp. Nhà Toàn cũng thuộc hàng khá giả. Bố mẹ anh cũng nhân viên công chức nhà nước về hưu. Sau anh còn có một em gái đang học đại học. Nhìn lại bản thân mình, Thảo cảm thấy ngại và xấu hổ với gia đình đầy học thức của Toàn. Vào nhà đi em. Thảo hơi căng thẳng. Em thấy ngại ngại sao ấy? Ngại gì, cứ vào có anh đây lo gì. Dạ. Vào đến nơi, thấy bố mẹ Toàn ngồi ở ghế. Cô đi lại chào hỏi. Dạ, cháu chào hai bác. Hai người họ nhiệt tình mời cô ngồi xuống. Cháu ngồi xuống chơi. Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Mấy phút sau, bà Tâm mẹ của Toàn tiếp tục hỏi Thảo. Cháu tên là Thảo đúng không? Bố mẹ cháu còn khỏe nữa không? Nhắc đến bố mẹ Thảo rưng rưng nước mắt. Dạ, thưa bác, bố mẹ cháu mất hết rồi. Ôi, bác không biết cho bác xin lỗi nhé. Dạ, không sao đâu bác. Bà ấy lại tiếp tục hỏi Thảo. Thật ra, hai bác đây chưa biết gì về cháu cả. Chỉ nghe thằng Toàn nói là đưa bạn gái về nhà chơi. Bác muốn chúng ta hiểu nhau hơn, nên bác sẽ hỏi cháu một chuyện. Mong cháu đừng ngại nhé. Thảo cảm thấy sợ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại lời bà ấy. Dạ, bác cứ hỏi đi. Vậy cháu học ngành gì? Ra trường lâu chưa? Bây giờ đang làm ở đâu?
Nghe bà ấy hỏi, khuôn mặt Thảo bỗng đỏ bừng lên. Cô không biết phải trả lời sao. Toàn thấy vậy nên ra sức đỡ lời cho cô. Chưa gì mẹ đã hỏi kỹ như vậy, cô ấy sợ. Chỉ là mẹ muốn hiểu thêm về bạn của con một chút thôi. Thảo cũng không muốn giấu họ làm gì. Thà cứ nói thật, sau này còn dễ sống hơn. Dạ, thật ra cháu không được đi học. Cháu hiện tại bây giờ có một tiệm may nhỏ nhỏ, làm đủ sống qua ngày. Toàn cũng nói xen vào. Cô ấy khéo tay lắm mẹ. Khi nào mẹ muốn may đồ thì sang cô ấy may cho. Thái độ của bà Tâm bắt đầu thay đổi khi nghe về công việc của Thảo. Vậy mà bác cứ tưởng cháu học đại học này nọ, rồi ra làm này kia cho nở mày nở mặt. Ai dè lại làm thợ may. Thảo thấy buồn khi bà ấy lại có suy nghĩ như vậy. Mẹ này kỳ quá, nghề nào mà chẳng là nghề, miễn là làm ăn chân chính, không phạm pháp là được. Thì mẹ nói có gì sai đâu, đó là tự con suy nghĩ vậy thôi. Mặc dù thái độ với Thảo như vậy, nhưng bố mẹ Toàn vẫn lịch sự, mời cô ở lại ăn cơm. Vì phép lịch sự, nên Thảo cũng ráng ở lại ăn xong bữa cơm, khi đó mới ra về. Trên đường về, Thảo nói với Toàn, hình như mẹ của anh không thích em. Không phải vậy đâu, mẹ anh nói vậy chứ chứng trong bụng không suy nghĩ gì đâu. Tại vì em mới tiếp xúc nên cảm thấy bà ấy khắt khe khó chịu. Nhưng thực chất bà ấy rất tuyệt vời. Thảo chỉ biết nghe rồi gật đầu theo. Dạ, chắc do em nhạy cảm quá thôi. Ở tại nhà Toàn, bà Tâm ngồi nói chuyện với Toàn. Mẹ không đồng ý cho quen với Thảo đâu đó nha. Con ăn học đàng hoàng, lại nghề nghiệp ổn định. Sao lại yêu một đứa con gái không nghề nghiệp gì hết? Thiên hạ họ biết, họ cười cho. Ai dám cười chứ? Con yêu cô ấy, con muốn lấy cô ấy làm vợ. Thiếu gì đứa mà con đòi lấy nó? Đường đường là một cán bộ của huyện mà đi lấy một đứa thợ may. Con nghe có nực cười không? Con thấy chẳng nực cười gì cả. Nghề nào mà là chả là nghề. Mẹ hay quan trọng mấy chuyện đó quá. Con nói rồi, con chỉ lấy mỗi mình Thảo thôi. Nếu mẹ ngăn cản, con sẽ ở giá đến suốt đời. Nói xong, anh bỏ đi lên phòng. Bố của Toàn là ông Dũng liền nói với bà Tâm. Tôi thấy con bé đó cũng đẹp người đẹp nết. Thằng Toàn nó đã chọn thì dù mình có làm gì cũng vô ích thôi. Nhưng tôi tức lắm. Con dâu của mấy bà bạn tôi, đứa thì giáo viên, đứa thì bác sĩ, nhìn mà ham. Giờ thằng Toàn cưới con nhỏ đó về, họ cười cho thối mặt. Bà cứ quan trọng vấn đề, thiên hạ họ cười, mà kệ họ, miễn con chúng ta hạnh phúc là được. Tôi không biết, tôi nhất định không đồng ý. Bị phụ huynh phản đối, nên công cuộc rước nàng về dinh của Toàn cũng gặp nhiều khó khăn. Thảo nghe tin thì cũng rất buồn và thất vọng. Cô tính chia tay Toàn mấy lần, nhưng anh không chịu. Anh nói sẽ cố gắng tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ để cưới cô bằng được. Người ta nói trời không nghe đất, bắt buộc đất phải nghe trời. Nên sau một thời gian đấu tranh, bà Tâm cũng đành nhắm mắt làm ngơ cho Toàn lấy Thảo. Ngày nhà trai mang lễ sang hỏi cưới Thảo, bà Tâm chỉ đi một ít chầu cau, bánh kẹo với mấy trăm ngàn. Toàn thấy vậy nên lên tiếng. Mẹ, con cưới vợ là việc trọng đại. Chúng ta đi như vậy bên nhà Thảo lại cười cho. Bà Tâm bĩu môi. Cười cái gì mà cười? Có còn hơn không? Mẹ mày ngày xưa cũng đâu được ông bà nội đi lễ nhiều đâu. Toàn hơi bất lực. Mẹ ơi, ngày xưa là ngày xưa. Bây giờ xã hội đổi mới rồi. Nhà nghèo, họ đi vài ba triệu. Còn nhà mình cũng thuộc hàng khá giả. Thì thêm chút ít cho nở mày nở mặt với người ta. Mẹ nói không là không. Giờ con Thảo và gia đình nó chịu thì mẹ cưới, còn không thì giải tán cho đỡ đau đầu. Bà ấy đã nói vậy thì đành phải chấp nhận. Khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ mình, nên Toàn không muốn làm cho bà ấy tức giận. Anh có gọi điện sang trao đổi với Thảo. Khi nghe xong, Thảo vui vẻ trả lời. Không sao đâu anh, mẹ chịu chấp nhận cho chúng ta cưới nhau là hạnh phúc lắm rồi. Đi nhiều hay ít, em không quan trọng. Miễn là sau này chúng ta
về sống với nhau như thế nào thôi. Ở đầu dây bên kia, Toàn xúc động vô cùng. Ừ, cảm ơn em nhiều nhé. Nhìn em phải chịu thiệt thòi, anh thương lắm. Anh lại nữa rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Mấy ngày sau đó, Thảo được chính thức mặc áo cô dâu. Nhìn đứa cháu yêu quý của mình sắp làm vợ, làm con nhà người ta, chú Hùng cũng vui vẻ và hạnh phúc lắm. Chú ấy cầm lấy tay Thảo rồi dặn dò đủ điều. Thảo này, hết ngày hôm nay là cháu phải đến một nơi khác sống, mới đầu cuộc sống sẽ rất khó khăn lắm đó. Gia đình họ gia giáo nề nếp, cháu phải nhớ giữ gìn lời ăn tiếng nói, sống trọn đạo làm vợ, làm dâu nghe chưa? Thảo rưng rưng nước mắt. Dạ, cháu biết rồi chú. Chú ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc ít thôi, có thời gian rảnh, cháu sẽ về nhà chơi thường xuyên. Ừ, chú thương mày lắm đó Thảo, cố gắng mà sống cho hạnh phúc vào nhé. Chú yên tâm, nhất định cháu sẽ hạnh phúc. Ngày đầu tiên về làm dâu, Thảo đã phải đặt đồng hồ báo thức để dậy. Vì hôm qua tiếp khách cả ngày, nên người cô mệt rã rời. Thấy 5 giờ chuông báo thức kêu, Thảo lọ mọ gỡ tay Toàn ra, rồi chạy nhanh xuống lầu. Thấy đèn nhà bếp mở, cô mới chạy lại xem thử. Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Bà Tâm đang nấu ăn sáng, rồi quay qua nhìn cô. Dậy rồi sao? Dạ, mẹ để đó con làm cho. Làm xong hết rồi, bữa sau nhớ dậy sớm mà nấu nhé. Chứ dậy muộn như vậy, người khác phải giành nấu mất đó. Thấy thái độ của bà ấy khó chịu, Thảo cũng cảm thấy buồn. Dạ, con xin lỗi, tại hôm qua con mệt nên ngủ quên. Không sao, bữa đầu còn châm trước được. Dạ, con cảm ơn mẹ. Những ngày tiếp theo, làng xóm họ hàng đến chơi rất đông. Bởi vì bữa cưới bà Tâm giới hạn, khách mời, nên có nhiều người vẫn chưa biết mặt Thảo. Ôi, vợ thằng Toàn xinh thật đó. Mà cô không nghe mẹ cháu nói là cháu làm nghề gì nữa. Nhìn như thế này, chắc cũng là giáo viên hoặc công chức nhà nước đúng không? Thảo bắt đầu cảm thấy run run vì khi nghe cô ấy hỏi như thế. Dạ, cháu không phải là công chức nhà nước, cháu chỉ là thợ may đồ thôi. Mấy người có mặt ở đó cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Cháu nói thật sao? Thằng Toàn ngày trước thấy Toàn yêu đứa nào cũng có nghề có nghiệp đàng hoàng mà. Bà Tâm thì ngại đỏ hết mặt mũi. Nhà tôi vô phúc đó bà ạ. Chứ chúng nó yêu rồi nằng nặc đòi cưới nhau, tôi cũng hết cách. Thảo cảm thấy không vui khi họ cứ phân biệt nghề nghiệp như vậy. Dạ, cháu thấy mọi người phân biệt nghề này nghề khác quá. Đâu có phải ai cũng làm giáo viên, bác sĩ được đâu. Nếu không có thợ may như bọn cháu, các cô lấy cái gì mà mặc chứ? Bị đáp trả một cách cực gắt, mấy người đó xấu hổ cứ ngồi nhìn nhau. Thì các cô chỉ nói cho vui vậy thôi. Nghề nào mà chẳng là nghề đúng không? Nhưng nó môn đăng hộ đối thì sẽ vui và hợp hơn nhiều. Bà Tâm nghe vậy thì mới nói xen vào. Đúng là như vậy. Trên đời này chẳng ai chê nghề nghiệp cả, nhưng người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó thì vẫn tốt hơn nhiều. Thảo nghe, nhưng cô chẳng muốn nói lại. Nhiều khi cô nghĩ người cô lấy làm chồng là Toàn, chứ không phải mẹ chồng hoặc mấy bà cô kia. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sau này họ sẽ hiểu được cô là người như thế nào. Cưới được khoảng một tuần, cô bắt đầu trở lại với công việc. Dù thế nào cũng phải đi làm thì mới có tiền nuôi sống bản thân. Phụ nữ độc lập về tài chính thì họ sẽ không khinh mình được. Cô đi đâu vậy? Nghe mẹ chồng hỏi, Thảo liền trả lời. Mẹ dậy sớm thế? Con đã nấu ăn sáng cho cả nhà rồi. Giờ con đi sang tiệm chuẩn bị cho công việc. Con nghỉ lâu quá nên khách hàng họ hối. Mới cưới về, đang con chân ướt chân ráo mà đi làm là làm sao? Dạ con biết vậy, nhưng con vẫn phải đi mẹ à. Không được, ở nhà mà lo cơm nước cho chồng cô, ai mà hầu hạ mãi được. Con nhờ mẹ nấu hộ con ít bữa, khi nào ít khách rồi con sẽ về nấu sau. Làm thợ may mà đầy bạch đặt này nọ, phải chi cô làm nghề khác thì tôi nguyện nấu cho cô cả đời. Thảo hơi buồn. Dạ con đi đây mẹ ơi.
Nói xong, cô nổ xe máy chạy thẳng ra cửa. Dạo này người đến may đồ đông quá, cô từ chối không nhận nữa mà họ cứ năn nỉ. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, cô nóng ruột tính đóng cửa tiệm để về. Nhưng nhìn đống đồ họ đem đến sửa, chưa được cách nào, cô đành bấm bụng ngồi lại. Cô vội lấy máy ra gọi cho Toàn. Alo, anh về chưa? Em đang nhiều đồ quá, em tranh thủ sửa cho người ta, mai họ lấy cái đã. Ừ, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa nha. Dạ, em biết rồi chồng yêu. Bỏ điện thoại xuống, cô bắt đầu công việc, cứ cắm đầu làm không nhìn đồng hồ. Thấy Toàn gọi cô mới hết hồn, khi trời ở ngoài đã tối. Đồng hồ vì thế cũng điểm 9 giờ rồi. Cô hốt hoảng vội thu dọn đồ đạc rồi ra về. Vừa về đến cổng, tiếng bà mẹ chồng nói xối xả vào mặt cô. Cô đi đâu giờ này mới về? Dạ, con tranh thủ làm cho xong đống đồ của khách, mai họ lấy mẹ ạ. May đồ hay đi theo thằng nào? Cái loại không cha không mẹ như cô, không có ai dạy dỗ nên hư thân mất nết. Gia đình tôi bao đời nay nề nếp gia giáo, chứ không chứa chấp cái loại đàn bà đi sớm về khuya như vậy. Thảo nóng mặt, đụng ai thì được, chứ đụng đến bố mẹ của cô thì không được rồi. Bố mẹ con mất rồi, sao mẹ cứ nhắc họ vậy? Con đi làm, chứ có phải đi chơi đâu mà mẹ nói nặng lời. Anh Toàn không nói gì thì thôi, chứ mẹ sao cứ bắt bẻ con hoài vậy? Nghe tiếng ồn ở ngoài, Toàn cũng với bố mình chạy ra. Hai người làm gì mà âm làm ầm sóng lên vậy? Bà nữa, con nó đi làm về mệt mỏi, con bắt bẻ tội nghiệp nó. Tội cái gì? Có ai mà làm dâu như nó không? Sáng cắp đít đi sớm, tối mới muộn vào vò về. Mẹ chồng nói còn cãi nhem nhẻm nữa chứ. Toàn hơi khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ. Khuya rồi, mẹ cũng đừng nói nữa mà làng xóm họ cười. Còn em thì bữa nay đi làm, nhớ chú ý giờ giấc nghe chưa? Sợ ai cười chứ? Cái loại con gái của kẻ buôn ma túy thì tốt đẹp ở chỗ nào? Sao con trước khi lấy không chịu tìm hiểu gì hết? Hôm nay mẹ mới nghe tin mà xấu hổ với mọi người quá trời. Mẹ đang nói cái gì vậy? Thì con cứ hỏi con vợ của con ấy, bố mẹ nó chết như thế nào? Nói thật chuyện của bố mẹ, Thảo không muốn nhắc đến nó giống như một thứ khủng khiếp đeo bám lấy cô. Dù sao họ cũng đã lấy tính mạng của mình ra, đền tội, rồi thì cớ sao mọi người cứ nhắc đi nhắc lại làm gì cho cô tủi thân. Anh Toàn đi lên phòng, rồi chúng ta nói chuyện. Toàn gật đầu, rồi đi lại dắt xe vào cho cô. Bà Tâm nhìn theo cô, rồi nói với theo. Nhìn thấy là ngứa mắt rồi. Lên đến phòng, Thảo tắm rửa xong xuôi, đi lại bàn ngồi. Em xuống nhà ăn cơm đi đã, lúc chiều anh về sớm nấu cơm đó. Thảo buồn bã trả lời. Em không muốn ăn. Phải ăn mới có sức được. Phải ăn. Thôi em không nghe đói, mà chuyện hồi nãy mẹ nói là thật đó anh. Bố mẹ em buôn ma túy nên bị tử hình. Toàn nghe mà choáng váng đầu óc. Thật vậy hả em? Dạ, em tính nói cho anh biết, nhưng chuyện này qua lâu rồi, em không muốn nhắc lại. Thôi, anh không quan trọng mấy chuyện đó đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng Toàn đang rất lo. Được đường là một cán bộ thì ít nhiều gì chuyện này cũng ảnh hưởng đến anh. Từ khi biết chuyện về bố mẹ Thảo, bà Tâm hồi trước ghét cô một, thì nay lại càng ghét cô 10. Cứ thấy mặt cô ở đâu là nói ý nói tứ, khiến cho cuộc sống của cô ở trong ngôi nhà này ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Hôm nay cô em chồng đi học ngoài Hà Nội về, bà Tâm bắt Thảo phải dậy sớm đi chợ để nấu ăn. Cô em chồng của Thảo thì suốt ngày đồng đảnh tiểu thư, hầu như chỉ biết ăn với học, chứ không biết làm gì hết. Chị Thảo ơi, nhờ chị giặt cho em độ đồ với. Thảo liền đáp lời. Cô Huệ cứ để vào trong lát chị giặt đồ cho cả nhà luôn. Không được, đồ em hay bị nhăn nên phải giặt bằng tay. Không giặt máy được. Nhưng chị đang dở tay, cô vào giặt đi. Huệ dãy nảy lên. Em vừa mới làm được bộ móng tay mà giặt thì hư hết luôn.
Bà Tâm đi trên lầu xuống thấy vậy nên quát Thảo. Vào giặt cho em một tí, lâu lâu em mới về một bữa. Chứ có phải lúc nào cũng ở nhà đâu. Nhưng mà con đang nấu ăn, mẹ vào giặt giùm cho cô ấy với. Cô làm con dâu kiểu gì mà dám sai cả mẹ chồng. Giết rồi không coi ai ra gì hết luôn. Thảo nhìn thái độ của bà ấy, cô thấy rất ghét. Cứ tưởng cô hiền nên lúc nào cũng bắt bẻ làm khó cô. Cô ấy lớn rồi, đi học đại học rồi thì phải biết giặt quần áo mà mặc chứ. Con đang nấu ăn thì con nói là nấu ăn, chứ ai mà làm được hai việc trong cùng một lúc được. Đúng là mẹ chồng nàng dâu chẳng bao giờ hòa hợp được với nhau. Từ ngày Thảo về làm dâu đến giờ, trong ngôi nhà này lúc nào cũng ồn ã, cãi vã. Nguyên nhân đến từ bà mẹ chồng yêu quý của cô. Bà ấy đã không ưa Thảo thì chỉ nhìn thấy thôi cũng đã tìm cách kể kiếm chuyện rồi. Thảo cảm thấy chán lắm. Cô nhiều lần bàn với Toàn ra ở riêng cho thoải mái, nhưng anh không chịu. Anh Toàn, chúng ta đi ra ở ngoài riêng đi. Em thấy ngày nào cũng cãi nhau với mẹ, em nghe mệt mỏi quá. Không nói lại thì ấm ức trong lòng, còn nói lại thì mang tội bất hiếu. Toàn cũng áp lực và mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và vợ. Em cố gắng nhịn mẹ tí, cho êm cửa êm nhà. Chứ tính bà ấy hay nói mà em cứ cãi nhem nhẻm vậy, bà ấy lại càng tức. Thì em cũng nhịn hết sức rồi. Tại mẹ cứ thấy mặt em đâu là kiếm chuyện, rồi nói những lời khó nghe làm tổn thương em. Kệ bà ấy đi, cứ coi như không nghe thấy gì. Chẳng thà ở riêng ra, chứ ở chung làm sao mà giả câm giả điếc được. Toàn nhăn mặt. Ở riêng thì nhà đâu mà ở? Tiền đất rồi, tiền làm nhà cũng đã mấy tỷ rồi. Anh lương cũng vừa đủ chi tiêu. Còn em cũng vậy, chúng ta lấy đâu ra mà mua nhà chứ? Chúng ta đi thuê nhà cũng được mà. Có nhà không ở, đi thuê làm gì cho tốn tiền? Nói tóm lại, từ nay về sau đừng nhắc đến vấn đề này nữa, anh đau đầu lắm. Thảo cảm thấy thất vọng. Cứ ở trong nhà như thế này, trong một thời gian dài, chắc cô tự kỷ mất. Nhưng lấy chồng bắt buộc phải theo chồng, chứ biết làm sao được. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Thảo đi sang tiệm may. Đang đi giữa đường thì gặp một vụ tai nạn. Thấy người xúm lại rất đông, cô cũng dừng xe lại khen thử. Lại gần cô thấy một người đàn ông bị xe đụng, máu me đầy mình, đang nằm giữa đường. Hình như anh ta cũng đi làm thì gặp tai nạn. Thấy ai cũng đứng xem mà không ai nỡ lòng nào đưa anh ta đi bệnh viện. Thảo mới lên tiếng. Mọi người đưa anh ấy đi bệnh viện với. Có người đứng bên cạnh nói xen vào. Làm ơn mắc oán đó cô. Để lát nữa công an đến, họ giải quyết sao đã. Thảo nhăn mặt đáp lại. Trời, mạng sống con người là quan trọng. Nhờ mọi người bế anh ấy lên xe, tôi chở đi viện cho. Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sau một hồi nói qua nói lại, cũng có người chịu ngồi sau ôm anh ấy cho anh Thảo trở đi. Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa anh ta vào phòng cấp cứu. Người nhà đứng chờ ở ngoài nhé. Thảo đáp lời, dạ tôi biết rồi. Sau mấy tiếng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Thảo mừng rỡ đi lại hỏi. Bác sĩ ơi, anh ta có bị làm sao không? Vị bác sĩ nhìn cô rồi trả lời. Cô là vợ của anh ấy phải không? Thảo đỏ mặt xua tay từ chối. Dạ không phải, tôi đi đường gặp anh ta bị tai nạn nên đưa vào đây thôi. Anh ta có bị nặng không bác sĩ? Anh ta chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, không ảnh hưởng đến não. Thảo thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ lại tiếp lời. Vậy trước lúc đưa đến đây, cô có thấy giấy tờ tùy thân của anh ta không? Dạ có. Thảo vội vàng móc chiếc bóp của anh ta, rồi lấy giấy tờ đưa cho bác sĩ. Đây, thưa bác sĩ. Vậy cô đi theo tôi, làm thủ tục nhập viện cho anh ta được không? Thảo suy nghĩ một hồi, rồi cũng trả lời. Dạ, được ạ. Làm thủ tục xong xuôi, chờ thêm mấy tiếng nữa, anh ta cũng đã tỉnh. Rất may là anh ta không bị nặng, chứ nếu mà bị,
cô không biết phải làm sao. Anh tỉnh rồi sao? Có nghe đau ở đâu không? Nhìn Thảo, anh ta liền hỏi. Cô là ai vậy? Tôi chỉ là người đi đường thôi. Vậy cô chính là người đưa tôi đi bệnh viện đúng không? Thảo gật đầu. Đúng vậy. Mà anh tên Phong phải không? Sao cô biết tên tôi? Tôi thấy trên chứng minh thư mà điện thoại anh bị bể rồi. Giờ anh đọc số tôi gọi người nhà của anh đến cho. Tôi không có người thân. Tôi là trẻ mồ côi. Nghe anh ta nói vậy, Thảo cảm thấy nhói lòng. Vậy tôi gọi bạn bè anh đến nhé. Tôi cũng ít bạn lắm. Mà họ cũng bận lo cơm áo gạo tiền. Đâu có thời gian đến đây. Vậy giờ làm sao? Tôi tự lo được. Giờ tôi nhờ cô đi ra cây ATM rút cho tôi một ít tiền về để vào đóng viện phí với mua đồ ăn ở đây. Vậy anh đưa thẻ với đọc mật khẩu tôi đi rút cho. Cảm ơn cô nhiều nhé. Nhất định sau này tôi sẽ trả ơn cho cô. Thảo cười. Ơn huệ gì ở đây? Tôi thấy người gặp nạn thì giúp, chứ tôi không suy nghĩ gì. Rút tiền rồi mua đồ ăn xong xuôi cho anh ta, Thảo nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn nên xin phép về. Giờ tôi phải đến tiệm để mở cửa cho khách đã. Anh cần gì thì cứ gọi y tá. Tôi hồi nãy có nhờ họ rồi. Phong nhìn Thảo đắm đuối. Cô thật là tốt bụng. Mà cô tên là gì vậy? Cô đang làm công việc gì? À, tôi tên là Thảo. Tôi có mở tiệm may ở gần đây. Vậy à, một lần nữa cho tôi cảm ơn cô nhé. Được rồi, cảm ơn hoài. Tôi về đây. Tôi có để lại số điện thoại. Có gì anh mượn điện thoại gọi cho tôi nhé. Ừ, tôi biết rồi. Rời khỏi bệnh viện, Thảo một mạch đi tới cửa tiệm. Cô Thảo, cô đi đâu mà giờ mới đến mở tiệm vậy? Nhìn chị khách dễ thương đang đứng chờ mình, Thảo hơi ngại. Em có chút việc. Chị chờ em ở đây lâu chưa? Tôi chờ được 5 phút rồi. Đồ của tôi cô may xong chưa? Dạ, giờ vào ủi vèo tí nữa là xong rồi chị. Ừ, ai cũng bảo cô Thảo mới mở tiệm, có mấy tháng mà may đẹp quá trời. Chị khen vậy làm em ngại. Tôi nói thật mà, nếu như cô chưa lấy chồng, thì nhất định tôi sẽ giới thiệu em trai của tôi cho cô. Thảo vừa dọn đồ, vừa nở một nụ cười tươi. Tiếc quá chị. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, Thảo tranh thủ về sớm để lo cơm nước cho cả nhà. Không bà mẹ chồng, lại bắt đầu ca thì mệt lắm. Dắt xe ra về, nhưng khi đi qua bệnh viện, lòng thương người lại trỗi dậy, nên Thảo đã rẽ vào để xem Phong thế nào. Vừa nhìn thấy cô, Phong mừng rỡ. Cô Thảo vào thăm tôi sao? Dạ, mà anh đã uống gì chưa? Tôi chưa ạ. Hồi nãy bác sĩ mới trích thuốc xong, nên chưa nhờ người đi mua được. Vậy để tôi đi ra mua cháo cho anh nhé. Có làm phiền cô Thảo không? Dạ, không sao. Một lát sau, Thảo mang cháo vào. Anh ăn đi cho nóng. Ừ, cô cứ để đó, tôi sẽ ăn. Ngồi nói chuyện một lúc, Thảo cũng vội vàng ra về. Về đến nhà, cô thấy một chiếc xe ô tô đậu ở sân. Đi vào bên trong, thấy một người phụ nữ cũng tầm trạc tuổi cô đang nói chuyện với mẹ chồng của cô. Thưa mẹ, con mới về. Người phụ nữ đó nhìn thấy cô, liền đứng dậy chào. Em chào chị. Thảo cũng lịch sự chào lại. Chào cô. Cô gái đó quay sang hỏi bà Tâm. Chị ấy là vợ của anh Toàn hả bác? Ừ, là nó đó. Chắc nó cũng bằng tuổi con, học hành không đến nơi đến chốn. Tầm tuổi này mà chẳng có gì trong tay. Ai được như cháu, có nhà, có xe, lại có sự nghiệp nữa. Nếu hồi trước cháu không chê thằng Toàn nhà bác, thì chắc giờ cũng là con dâu con của nhà này rồi. Cô gái đó không ai khác, chính là Tuyết, con gái của bạn bà Tâm. Hồi xưa cô ta thương thầm nhớ trộm Toàn, nhưng ba mẹ lại bắt đi du học. Giờ có sự nghiệp vững vàng, cô ta quyết định về nước luôn. Chuyện đó xưa rồi bác ạ. À. Giờ anh Toàn đã có vợ, cháu chỉ muốn bác xem cháu như con gái mà thôi. Ừ, tất nhiên là vậy rồi. Nếu có cơ hội, bác vẫn mong có được một đứa con dâu như cháu. Thấy hai người họ nói chuyện không ngọt tai, Thảo xin phép lùi vào trong.
Cô ngồi chơi với mẹ tôi, tôi vào trong lo cơm nước. Lát cô ở lại ăn cơm tối với gia đình tôi. Tuyết hơi lưỡng lự. Dạ, em cảm ơn chị, em về nhà ăn cơm cũng được. Bà Tâm cầm lấy tay Tuyết rồi nói. Ở lại đây ăn bữa cơm với gia đình bác cho vui. Lát có thằng Toàn, rồi con Huệ về nữa, nói chuyện cho vui. Dạ, bác đã nói vậy thì cháu sẽ ở lại ạ. Lúc chuẩn bị ăn cơm, Tuyết vội chạy ra xe, ô tô, lấy một túi đồ vô. Dạ, hồi nãy mải nói chuyện mà cháu quên mất quà của cả nhà luôn. Toàn cảm thấy ngại. Em sang chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Dạ, có đáng bao nhiêu đâu anh. Nói xong, cô ta lấy ra từng phần quà, chia cho từng người. Đây là thuốc bổ của hai bác. Còn đây là chiếc túi hiệu chị tặng em Huệ. Đến phần của Toàn, Tuyết đi lại vui vẻ, tươi cười. Còn đây là phần của anh Toàn. Em nhớ anh rất thích chiếc cà vạt màu xanh, nên em đã mua cùng với chiếc áo sơ mi để anh phối. Cái Huệ ngồi bên nhanh nhảu chêm vào mấy câu. Chị Tuyết chu đáo quá trời, biết anh trai em thích màu gì luôn. Toàn thì ngại chín mặt. Em làm vậy gia đình anh ngại quá, cứ sang chơi là được rồi. Tuyết nở một nụ cười tươi rồi quay qua nhìn Thảo. Còn đây là chai nước hoa em tặng cho chị Thảo nè. Thảo ngại không dám đưa tay ra nhận. Cô Tuyết cất đi, chứ tôi không dám nhận quà của cô đâu. Với lại tôi ít dùng nước hoa. Tiếng bà Tâm vang lên. Không biết đúng thì có, chắc cả đời chưa mua nổi chai nước hoa chứ gì. Toàn tức giận quay sang nói mẹ mình. Mẹ cũng một vừa hai phải thôi, tại sao lúc nào mẹ cũng kiếm chuyện để nói khó nghe với cô ấy như vậy? Cái thằng này, mẹ mày đang nói sự thật mà. Ông Dũng thấy vợ mình quá đáng liền quát. Bà bớt nói giùm tôi với, không cháu Tuyết lại cười bây giờ. Thảo cảm thấy rất tổn thương. Cô ngồi đây giống như người thừa trong nhà, nên lẳng lặng bỏ đi lên phòng. Ê, em không ăn cơm sao? Thảo đáp lời Toàn. Dạ, mọi người cứ ăn đi, em không đói. Em lên phòng nghỉ ngơi một chút. Toàn cũng tính đi theo cô, nhưng bà Tâm đã kịp giữ lại. Kệ nó đi, hơi đâu mà lo. Bữa nay được bà Tuyết sang chơi, nên con vui vẻ mà trò chuyện với con bé đi nhé. Ngồi một lúc, cả gia đình họ xà vào bàn ngồi ăn cơm. Tuyết thuộc kiểu khôn mà khéo, nên rất được lòng gia đình bà Tâm. Cô ta vừa ăn đưa con mắt liếc nhìn Toàn. Phải công nhận là cô ta đẹp và sành điệu thật, chứ không phải như Thảo, suốt ngày chỉ mấy bộ đồ rẻ tiền, mặc đi mặc lại. Nhiều khi nhìn Tuyết, Toàn cũng bị lạc lối đôi chút. Ăn uống xong xuôi, Toàn lên phòng đi ngủ. Thấy Thảo quay mặt vào trong, anh đi lại ôm cô từ phía sau. Em ngủ chưa? Không ăn uống gì đói bụng thì sao? Thảo không nói gì, cô cứ nằm im thin thít như vậy. Em đang giận anh sao? Anh xin lỗi vì mấy năm nay rồi, giờ mới gặp Tuyết. Bỏ lên phòng với em thì cũng hơi kỳ, cho anh xin lỗi nhé. Mặc dù Thảo biết là Toàn thương cô, nhưng cô thấy cuộc hôn nhân này không được hạnh phúc cho lắm. Nhiều lúc cô muốn buông tay, trả tự do cho anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy sợ. Cô sợ chú thím sẽ buồn. Cô sợ bản thân mình đang yêu Toàn lỡ bỏ, xong rồi lại hối hận. Anh ngủ đi sớm. Em không giận gì cả, chỉ là hơi mệt thôi. Thấy Thảo vẫn chưa ngủ, Toàn lật người cô lại rồi hôn vào má của Thảo. Cố gắng lên em nhé. Anh hứa khi nào có điều kiện rồi chúng ta sẽ ra ở riêng. Qua sáng ngày hôm sau, Thảo cố tình dậy sớm dắt xe đi làm. Cô không thèm nấu ăn sáng cho nhà họ nữa. Vừa mới đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo. Alo, đây có phải là số cô Thảo không? Nghe giọng quen quen, Thảo phải suy nghĩ chừng 5 giây mới đoán được giọng của người trong điện thoại. Anh Phong đúng không? Ừ, là tôi đây. Cô đi làm chưa? Tôi đi được nửa đường rồi. Vậy nhờ cô mua cho tôi một tô cháo với. Thảo vui vẻ đồng ý. Ok anh, lát tôi mua vào cho. Vì hồi tối không ăn nên cái bụng của Thảo cũng réo liên tục. Nhân tiện cô cũng mua một hộp xôi vào ăn cùng Phong cho vui luôn.
Vào đến nơi, thấy Phong đã khỏe hơn rất nhiều, Thảo mừng lắm. Nhìn kỹ anh ta thì Thảo mới để ý khuôn mặt anh ta rất đẹp trai sáng sủa. Anh nay khỏe hơn chưa? Cảm ơn cô Thảo, tôi cũng khỏe hơn rồi. Cháo của anh đây, anh ăn đi nhé. Ừ, tôi biết rồi cô Thảo. Vừa ăn, hai người vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô Thảo năm nay bao nhiêu tuổi? À, tôi cũng hơn 20. Chắc cô Thảo cũng chưa lập gia đình nhỉ? Thảo cười. Anh nhìn sao, chứ tôi có chồng rồi đó. Chồng tôi làm cán bộ ở ngoài huyện. Khuôn mặt Phong thoáng buồn. Vậy mà tôi cứ tưởng. Anh tưởng cái gì? Phong ngại ngùng đáp lời Thảo. Tôi tưởng cô Thảo chưa có chồng. Mà cô giúp đỡ tôi như vậy, chồng cô có nói gì không? Không sao đâu, chồng tôi hiền, với lại cũng thương người lắm. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thảo nhìn anh ta rồi hỏi. Vậy anh Phong làm nghề gì? À, tôi làm nghề điện lạnh. Bữa hôm rồi tôi đi sửa tủ lạnh cho khách, thì xui xẻo bị xe tông đó. Làm gì thì làm, chứ anh phải đi đứng cẩn thận đó nha. Bữa hôm thấy anh máu me đầy người, tôi cứ tưởng anh bị gì rồi chứ. Cứ nói chuyện qua chuyện lại một hồi thì cũng đã 7 giờ sáng. Thôi anh nghỉ đi nhé, tôi đi làm đây. Chiều mà tôi về sớm tranh thủ tôi ghé. Phong từ chối. Không cần đâu cô Thảo, tôi không dám làm phiền cô. Phiền hà gì chứ, bệnh viện cũng nằm trên đường về nhà nên cũng tiện. Nói xong, cô đi ra cổng lấy xe đi. Đến chiều tối, cô về lại thấy tuyết. Cô suy nghĩ trong đầu, trách gì ngày hôm nay cô đi sớm vậy mà bà mẹ chồng không thấy gọi điện chửi cô. Chị Thảo về rồi sao? Thảo nhìn cô ta rồi gật đầu. Chào cô Tuyết, cô sang chơi lâu chưa? Dạ, em sang hồi trưa. Em và bác đi chợ về rồi nấu cơm sẵn chờ mọi người về ăn nữa là xong. Vậy sao? Cảm ơn cô Tuyết nhiều nhé. Dạ không có gì, chỉ là lâu lâu em trổ tài bữa, chị đừng có chê nhé. Thảo trả lời cho qua chuyện. Tôi làm đâu dám, tôi lên phòng tắm rửa đã. Đến lúc ăn cơm, mọi người có mặt đông đủ. Thấy mâm cơm dọn sẵn đầy thức ăn, Toàn vui vẻ hỏi. Hôm nay vợ của anh về sớm nấu toàn món ngon nhỉ? Bà Tâm liếc ngang liếc dọc. Vợ của con nấu cái gì? Mẹ và con bé Tuyết nấu đó. Nó mò mặt đi từ sáng cho đến tối mới về, thời gian đâu mà nấu. Thảo cũng chẳng thèm đáp lại lời bà ta. Cô bấy cơm cho từng người, rồi lặng lẽ ngồi ăn cơm. Huệ em gái của Toàn thì buông lời nịnh nọt Tuyết. Chị Tuyết khéo tay quá trời, vừa nấu ăn ngon lại vừa đẹp gái, rồi kiếm tiền giỏi nữa. Thật sự em rất ngưỡng mộ chị. Em ước gì chị là chị dâu của em. Sao em lại nói vậy? Chị Thảo buồn đó. Chị thấy mình đang thua xa chị Thảo nhiều nè. Em cứ cố gắng học mai mốt ra trường đi làm tha hồ tiền. Chị hồi trước học bên quản trị kinh doanh nên giờ ra có kiến thức cộng chút kinh nghiệm làm ăn buôn bán nên mới có tí vốn thôi. Bà Tâm thì suýt xoa khen lấy khen để Tuyết. Thật, bác chưa thấy đứa con gái nào ở tuổi cháu mà lại giỏi như vậy. Mai mốt con Huệ nó ra trường, nhờ cháu chỉ dạy cho nó một ít. Tuyết cười lấy lòng. Dạ, bác cứ yên tâm, chứ học giỏi như em Huệ thì lo gì việc. Nói xong cô ta quay sang hỏi Thảo. Chị Thảo hồi trước học hành ngành gì, sao không đi làm mà mở tiệm may vậy? Câu hỏi của cô ta làm Thảo sắp bị sặc cơm trong miệng. Có thể nói cô ngại nhất là mấy câu hỏi về học hành thế này. Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng khi nghe hỏi đến là cô lại cảm thấy bản thân mình bị tổn thương. Toàn thấy Thảo bối rối liền đỡ lời. Cô ấy năm đó nhà nghèo nên không thi đại học. Bà Tâm chấp lấy thời cơ muốn làm xấu mặt Thảo nên nói xen vào. Ui dào, con dâu bác học cao lắm, cao đến nỗi mà không ai sánh được cơ. Không biết đến bây giờ nhân chia cộng trừ có làm nổi không nữa chứ. Toàn nhìn mẹ mình rồi nói. Mẹ đang nói cái gì vậy? Thảo cảm thấy khó chịu nên cô nói thẳng. Tôi chỉ học hết lớp 3 thôi cô Tuyết. Nhân chia cộng trừ tôi đều làm được hết.
và nhân cách sống của con người tôi cũng học rất giỏi. Chỉ tội cho những người có học thức mà nhân cách chẳng có thôi. Bị Thảo đá xoáy, bà Tâm đau hơn Hoạn. Cô thì giỏi rồi, chẳng ai bằng được cô đâu. Ông Dũng thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên quát lớn. Bà có im để cả nhà ăn cơm cho ngon miệng không? Thảo nữa, con cũng bớt nói giùm bố. Nhà có hai mẹ con mà suốt ngày cứ cãi nhau chí chóe. Người ngoài họ thấy, họ lại cười cho. Thảo xấu hổ đáp đời bố chồng. Dạ, con biết rồi bố. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Thảo và Toàn lên phòng đi ngủ. Thảo, bữa nay em quá đáng lắm rồi đó. Sao em nói vậy với mẹ? Dù bà ấy có như thế nào, cũng là người lớn, là mẹ của anh, bắt buộc em phải tôn trọng. Thảo cãi lại. Người lớn là được quyền xúc phạm, nói lời tổn thương người khác sao? Bà ấy đâu có hiểu được cảm giác của em lúc đó. Thì mẹ nói đúng mà. Em ít học, thì bà ấy nói ít học thôi. Chứ mà em học cao lên như tuyết, mẹ đâu có chuyện để nói đúng không? Cổ họng Thảo bỗng nghẹn lại khi nghe từng lời, từng chữ thốt ra từ miệng của Toàn. Cô không ngờ anh cũng giống như bà Tâm quan trọng mấy vấn đề đó. Em ít học, sao anh còn cưới em làm gì? Sao anh không nói thẳng ra từ đầu để đỡ làm khổ nhau? Anh giờ cảm thấy hối hận rồi nè. Anh cứ tưởng em tế nhị, khôn khéo, dung hòa được mọi thứ. Nhưng không ngờ càng ngày em càng lộ rõ bản chất ít có ăn có học của mình. Anh làm việc đã mệt mỏi, lại còn suốt ngày phải về phân xử chuyện mẹ chồng nàng dâu. Anh đau đầu lắm. Đúng là chẳng có gì gọi là mãi mãi. Lúc mới yêu thì hứa hẹn đủ điều, rằng anh sẽ cho em cuộc sống tốt, rồi anh sẽ yêu thương em trọn đời dù có chuyện gì xảy ra. Còn bây giờ thì sao? Người mà cô gọi là chồng lại nói ra những lời khiến cho cô phải chết lặng như vậy. Thảo cười trong nước mắt. Anh hối hận lắm sao? Vậy anh viết đơn ly hôn đi, em ký cho. Toàn biết mình hơi quá lời. Thôi đừng nói chuyện tào lao nữa, đi ngủ sớm mai còn đi làm. Cả đêm hôm đó, Thảo không thể chợp mắt được. Cô khóc cả đêm ướt đẫm hết gối. Vì thức cả đêm nên Thảo mệt không thể nào dậy đi làm được. Toàn vội hỏi. Em không ra tiệm sao? Không, anh dậy đi làm đi. Ừ, ở nhà nghỉ bữa cho khỏe. Toàn đi được một lúc thì cả người Thảo nóng ran lên. Sờ trên trán, cô biết mình đã bị sốt. Cô vội đi xuống nhà tìm miếng gì ăn, rồi kiếm viên thuốc hạ sốt uống. Bà Tâm thấy cô nên nói lời trân trọng. Ái chà, con dâu vàng dâu bạc nhà tôi hôm nay động trời hay sao mà lại ở nhà như thế? Dạ, con bị sốt đó mẹ. Sốt gì cô? Tính ở nhà nhõng nhẽo thằng Toàn đúng không? Cô biết là đôi co với bà chẳng được gì, nên đi thẳng vào bếp chế gói mì ăn tạm. Ăn xong, cô lấy một viên thuốc hạ sốt uống và lên đi phòng ngủ. Quá mệt mỏi, Thảo cứ nằm ly bì cho đến chiều tối như vậy. Mặc dù đã uống thuốc, nhưng người cô vẫn nóng ran. Cô mệt quá, không thể nào ngồi dậy được. Còn bà mẹ chồng, bà ta không nỡ lòng nào đi lên hỏi lấy cô một câu. Ở bên này, Toàn mới dắt xe ra chỗ làm thì gặp Tuyết. Tuyết, em làm gì ở đây? Tuyết nhìn Toàn rồi nhoẻn miệng cười. Em đi có việc, thấy anh tan làm thì ghé lại hỏi anh một chút. Ừ, dạo này công việc bù đầu bù cổ nên chưa có thời gian mời em cà phê. Hay giờ chúng ta đi uống cà phê nói chuyện cho vui. Lâu lắm rồi anh em mình chưa có dịp uống. Uống xong chúng ta đi ăn tối luôn. Toàn hơi lưỡng lự. Anh sợ Thảo ở nhà trông. Nhìn anh kìa, chẳng ra dáng cán bộ tí nào. Bày đặt sợ vợ nữa chứ. Anh cứ gọi điện về cho chị Thảo, nói đi công việc là được. Suy nghĩ một lát, Toàn lấy máy ra định bấm số gọi. Thì đúng lúc Thảo gọi điện thoại đến. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi nhậu với bạn, có gì tối anh về nha. Chưa kịp để Thảo nói thêm, thì Toàn liền tắt máy rụt. Xong chưa anh, chúng ta đi nhé. Ừ, xong rồi, vợ anh hiền mà dễ tính lắm. Ở bên này, Thảo bấm số gọi lại, nhưng thấy số của Toàn không liên lạc được nữa.
Cô mệt quá nên lại nằm thiếp đi. Đến nửa đêm vừa đói vừa khát nước, Thảo mới lọ mọ đi xuống nhà. Thấy 12 giờ đêm mà Toàn vẫn chưa về. Cô nghĩ chắc anh nhậu say nên ngủ ở nhà bạn. Giờ này mà gọi đến lại làm phiền mất công. Ở tại khách sạn, Toàn và Tuyết quấn lấy nhau trên giường. Do uống mấy chai bia cộng thêm phần dụ dỗ của Tuyết, nên Toàn đã không làm chủ được bản thân và anh đã làm điều có lỗi với Thảo. Anh Toàn, em không ngờ anh lại tuyệt đến vậy. Em ngu dại ngày trước đã không kiên trì theo đuổi anh. Toàn nằm gác tay lên đầu suy nghĩ. Anh cảm thấy có lỗi với Thảo. Dù sao đi nữa, cô ấy vẫn là một người vợ tuyệt vời. Tuyết làm ra vẻ giận dữ. Đàn ông phải trăng hoa một chút mới hấp dẫn. Chứ lúc nào cũng vợ anh, không thấy chán sao? Nói xong, cô ta vòng qua ôm lấy cổ của Toàn mà hôn hít. Mùi nước hoa cộng với mùi của da thịt khiến cho Toàn như bị thôi miên, không còn biết gì trời đất. Xong việc với nhau, trời cũng vừa gần sáng. Toàn ngồi dậy mặc quần áo để về. Anh về sớm vậy, ở lại một chút nữa. Nghe Tuyết hỏi, Toàn vội trả lời. Thôi anh về, để còn đi làm nữa. Dạ cũng được, bữa sau chúng ta gặp nhau tiếp nhé anh. Toàn hơi ngại. Em đừng để nội chuyện này ra ngoài, anh sợ sẽ bị mất việc đấy. Anh yên tâm, lỡ mà có mất việc, về em nuôi, lo gì chứ. Toàn không nói thêm gì nữa, lặng lặng đi ra cửa. Về đến nơi, thấy Thảo đang còn ngủ, Toàn liền gọi. Thảo ơi! Thảo mệt quá, nhưng nghe tiếng gọi của Toàn, cô cố gắng mở mắt đáp lời lại. Anh về rồi sao? Anh đi đâu cả đêm, sao em không gọi được? Toàn bối rối. À, anh uống say nên không về nổi, nên ngủ lại nhà bạn luôn. Em mệt quá, em bị sốt, nhờ anh ấy cho em uống miếng nước với. Toàn lo lắng đi lại, sờ vào trán Thảo. Chết, nóng quá. Em sốt lâu chưa? Em sốt hôm qua đến giờ. Vậy ngồi dậy anh đưa em đi viện khám. Thôi, em không đi đâu. Anh đi làm đi. Không được, mùa này đang mùa sốt xuất huyết, để lâu nguy hiểm. Nghe Toàn nói vậy, Thảo cũng cảm thấy sợ, nên dậy thay quần áo để đi. Vì cô mệt quá, nên Toàn phải dìu xuống nhà. Bà Tâm vừa mới nhìn thấy cô, liền nói lời khó nghe. Hai đứa đi đâu vậy? Con đưa Thảo đi khám, chứ cô ấy sốt quá. Khiếp, mới sốt một tí mà làm như chết đến nơi. Sao không tự đi mà làm phiền tới chồng làm gì nữa? Hai hàng nước mắt của Thảo cứ rơi. Người ta nói là trời mưa ướt lá đài bì. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu? Câu nói ấy đúng với hoàn cảnh của cô hiện tại. Toàn nhăn mặt. Mẹ lại nữa rồi. Cô ấy đang mệt, con đưa cô ấy đi viện đã. Đến bệnh viện, Thảo được tiến hành lấy máu xét nghiệm. Em ngồi đây chờ kết quả nhé. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên không thể nghỉ được. Nếu mà phải nhập viện, em cứ nói họ nhập cho nhé. Thảo ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Toàn. Dạ, em biết rồi, anh cứ đi làm đi. Ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có xét nghiệm. Cô bị sốt xuất huyết nên buộc phải nằm viện. Đang loay hoay làm thủ tục thì mệt quá, Thảo liền ngất xỉu ra giữa nhà. Ở bên này, Phong cũng chuẩn bị lên đóng tiền viện phí để chuẩn bị ra viện. Thấy mọi người xuống đông, anh cũng lại sẽ xem thử. Vừa nhìn thấy Thảo, anh hết hồn hết vía, đi lại bế cô, chạy lên phòng cấp cứu. Sau một hồi, Thảo đã dần dần tỉnh lại. Tôi vì sao vậy bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn cô. Cô bị ngất xỉu đó. Sốt xuất huyết, nếu không bù nước kịp thời, tiểu cầu giảm sẽ gây ra hiện tượng đông máu, sẽ dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng. Giờ chúng tôi cho cô xuống phòng bệnh nhân để điều trị và theo dõi. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Đứng ở ngoài, Phong lo lắng vô cùng. Anh ta tính ra viện sẽ gọi điện gặp cô một bữa. Ai dè chưa kịp gọi, lại gặp cô ở đây rồi. Thảo, cô sao rồi? Thảo được chị y tá dìu từ phòng cấp cứu ra. Nhìn thấy Phong, cô ngạc nhiên vô cùng. Sao anh lại ở đây? Tôi thấy cô ngất xỉu nên mới đưa cô vào cấp cứu. Mà bác sĩ nói cô bị bệnh gì?
tôi bị sốt xuất huyết. Ôi nguy hiểm thế, giờ bác sĩ bảo cô đi đâu? Tôi phải nhập viện để theo dõi. Vậy để tôi dìu cô đi. Xuống đến phòng bên. Phòng hỏi Thảo, cô đã ăn gì chưa? Thảo lắc đầu. Dạ tôi chưa ăn, nhưng tôi mệt chắc nuốt không nổi. Không ăn cũng phải cố gắng, chứ sốt xuất huyết nguy hiểm lắm đó. Nói xong, anh chạy đi ra ngoài mua cháo, rồi trái cây xách vào. Cô dậy ăn miệng cháo cho đỡ mệt nè. Thảo nằm ly bì không tài nào dậy được. Tôi mệt lắm, anh cứ để đó lát tôi ăn. Không được, cô cố gắng ngồi dậy, tôi đút cháo cho cô ăn. Không thể từ chối, Thảo cố gắng ngồi dậy dựa vào tường để ăn. Phong bưng tô cháo lên, đút từng muỗng cho cô. Thảo thấy ngại nên xua tay từ chối. Để đó tôi tự xúc ăn cũng được. Cô đừng có ngại, để tôi đút cho. Cô ngồi cũng chẳng vững nữa, là tự xúc ăn cháo. Ăn xong một tô cháo, rồi được bác sĩ truyền nước cho. Thảo cảm thấy đỡ hơn một tí. Sao chồng cô đâu, không đưa cô đi viện? Nghe Phong hỏi đến, Thảo liền trả lời. Chồng tôi mắc đi làm. Với lại anh ấy là công chức nhà nước, nên rất khó xin nghỉ. Mà anh vẫn chưa được ra viện sao? Hôm nay tôi được ra rồi. Hồi nãy tôi đi làm thủ tục ra viện, mới gặp cô đó. Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. May mà có anh, không thì tôi không biết thế nào. Vậy bố mẹ cô còn khỏe nữa không? Thảo buồn bã trả lời. Bố mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Tôi ở với chú thím. Cùng cảnh ngộ, Phong hiểu được cảm giác của Thảo lúc này. Cô đừng buồn. Mặc dù chúng ta không được may mắn như những người khác, nhưng chúng ta đã rất cố gắng sống tốt cho đến tận bây giờ. Dạ, tôi cũng quen việc sống một mình rồi, nên cảm thấy cũng bình thường. Ngồi được một lúc, Thảo giục Phong đi về. Anh làm sắp xếp về đi. Tôi khỏe rồi nên một mình tự lo được. Tôi ở lại với cô thêm một chút nữa cho đến khi người nhà cô đến. Còn Toàn, anh họp xong là có lịch đi công tác ở Hà Nội luôn nên không kịp vào thăm Thảo. Alo, Thảo ơi em đỡ chưa? Nghe giọng của Toàn, Thảo mệt mỏi trả lời. Em cũng đỡ được một chút rồi, anh về chưa? Giờ anh về đi công tác ngoài Hà Nội mấy ngày luôn, chắc anh không vào bệnh viện với em được. Thảo buồn bã đáp lời. Dạ không sao đâu, anh cứ đi công việc của mình đi, em tự lo cho bản thân được. Ừ, có gì thông cảm cho anh nhé, để anh gọi điện cho mẹ vào chăm em. Thôi không cần đâu anh, em đỡ rồi. Nói thì nói vậy, chứ đời nào bà mẹ chồng yêu quý của cô chịu vào chăm cô. Cô ốm cả ngày ở nhà mà bà ta không hỏi lấy được một câu, huống chi là vào bệnh viện cùng với cô. Thảo đang suy nghĩ mông lung thì Phong chợt hỏi. Chồng cô gọi sao? Dạ, chồng tôi gọi báo phải đi công tác đột xuất nên không vào đây với tôi được. Vậy thì tôi ở lại với cô hết đêm nay. Giờ tôi về cũng không đi làm được, liền lên cũng buồn. Thảo thấy ngại lắm, bởi vì cô có chồng rồi mà có đàn ông ở bên cạnh, sợ người ta lại nói này nói nọ thì rắc rối cho cô lắm. Anh cứ về đi, tôi khỏe rồi, có gì thì tôi nhờ mọi người ở trong phòng cũng được. Phong nhìn cô lười kiền. Coi như cho tôi cơ hội trả ơn cho cô được không? Tôi thấy cô ở một mình, lỡ tối xảy ra chuyện gì thì sao? Thấy Phong nhiệt tình quá, Thảo không biết lấy lý do gì để từ chối nữa. Dạ, nếu anh đã nói vậy thì tôi lại làm phiền anh nữa rồi. Phiền gì chứ? Bữa hôm cô cũng giúp tôi rồi mà. Nói xong, anh lấy cam vắt nước cho cô uống. Tại nhà của Toàn, bà Tâm nhăn mặt nói với chồng mình. Thằng Toàn nó vừa gọi về, bảo tôi vào viện chăm con Thảo, nghe nói nó bị sốt xuất huyết. Ông Dũng lo lắng. Vậy bà nhanh đi vào với nó, còn đứng dậy nói nữa. Bà ta bĩu môi. Điên, tôi vào chăm nó làm gì? Nó ốm mặc xác nó. Bà không đi, thì để tôi đi. Dù sao nó cũng là con dâu, là vợ của thằng Toàn. Tự nhiên bố chồng lại vào thăm con dâu. Bà Tâm bực mình nói lớn. Ông bị gì trong đầu không?
Ông vào trong nó, người ta cười cho thối đầu. Vậy bà đi đi. Được rồi, để tôi đi cho. Đúng là rắc rối thiệt. Đến thăm người ốm mà bà ta không nỡ lòng nào mua được một ít trái cây. Bởi vì đã biết rõ phòng của Thảo, nên bà ta đi thẳng một mạch lại. Bà ta vừa đến cửa, cũng là lúc Phong đang múc cháo, ra bát cho Thảo ăn. Đứng ở ngoài nhìn vào, bà ta vội cười khẩy một cái. Thảo, mày cũng giỏi nhỉ, vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Mày cặp kè với trai khi con trai tao đi vắng, kỳ này thì mày tới số rồi. Nói xong, bà ta móc điện thoại ra, vừa quay video vừa chụp mấy kiểu ảnh, rồi vội vàng gửi sang cho Toàn. Xong việc, bà ta quay lưng đi về, rồi bấm số gọi cho Tuyết. Alo, Tuyết phải không cháu? Thằng Toàn nhà bác đi công tác ngoài Hà Nội, cháu có thời gian thì ra ngoài đó hai đứa đi chơi cho vui. Tuyết nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. Vậy à bác, nhưng cháu chỉ sợ chị Thảo lại hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Bạn bè gặp nhau nói chuyện là bình thường, với lại con Thảo nó đang nằm viện nên nó không biết đâu. Suy nghĩ một lúc, Tuyết trả lời lại. Dạ, bác nói cháu mới nhớ. Ngày mai cháu cũng có việc ngoài Hà Nội nên tiện đường ghé anh Toàn luôn. Bà Tâm mừng rỡ. Được vậy thì tốt quá luôn. Cứ như vậy cháu nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Ở bên này, Toàn mới tắm xong thì nghe tin nhắn đến. Anh ta vội mở ra đọc thì thấy video và hình ảnh của Thảo được bà Tâm gửi đến. Mặc dù rất tức giận, nhưng bấy lâu nay anh ta cũng chán Thảo, nên anh ta làm như không có chuyện gì. Ngồi một lúc, anh ta cũng vội soạn tin nhắn gửi cho Thảo. Em đã khỏe chưa? Anh con nói với mẹ vào với em, mà chắc bà ấy bận nên chưa vào được. Em chịu đó, ở trong đó một mình, vài ngày nữa anh về. Thảo cũng soạn tin nhắn trả lời lại. Dạ em ổn rồi, anh yên tâm đi nhé. Ở đây mọi người ai cũng tốt bụng lắm. Em cần gì là họ giúp đỡ liền. Vậy thì tốt rồi, em nghỉ đi nhé. Anh đi kiếm gì ăn đây? Dạ, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, anh biết rồi, em cũng vậy nhé. Vài ngày sau đó, Thảo đã khỏe lại. Bác sĩ cho xuất viện về nhà. Cô cứ chờ Toàn đến vì cô biết hôm nay anh đi công tác về. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, nên Thảo đành lủi thủi đi ra cổng. Cô Thảo, sao không chờ tôi đến rồi hãng về? Nhìn thấy Phong trong bộ đồ đi làm, Thảo ngạc nhiên. Anh vừa đi làm về sao? Ừ, tôi vừa đi sửa máy lạnh cho người ta về. Mà nhớ hôm nay cô ra viện, nên chạy thẳng lại đây mà chưa kịp tắm rửa gì hết. Cô thông cảm nhé. Thảo cảm thấy ấm lòng khi có người quan tâm đến mình. Tôi tự về được, chứ đâu cần anh phải vất vả như vậy. Phong gãi đầu gãi tai. Tại tôi thích. Mặc dù Phong năn nỉ Thảo lên xe ngồi, nhưng cô nhất quyết từ chối. Tôi bắt xe ôm về cũng được, chứ gia đình chồng tôi khó lắm, họ nhìn thấy lại suy nghĩ lung tung. Thì cô cứ nói tôi là xe ôm đi, chứ giờ trời nắng thế này khó bắt xe lắm. Suy nghĩ một lúc, cộng với người hơi mệt nữa, nên Thảo quyết định nhờ Phong trở về. Vậy anh chở tôi về nhé, làm phiền anh quá trời luôn. Phiền gì đâu, đằng nào tôi cũng về luôn mà. Về đến nơi cách một đoạn khá xa, Thảo kêu Phong dừng lại cho cô uống. Anh cho tôi xuống ở đây cũng được. Thôi, để tôi chở cô vào lại cổng luôn. Tôi sợ bố mẹ chồng tôi, họ thấy lại rắc rối. Thì cứ nói tôi là xe ôm, chứ cô đi về như thế này, họ lại nghi ngờ hơn. Nghe Phong nói cũng có lý, nên cô không từ chối nữa. Thấy Thảo bước từ ngoài cửa vào, Toàn đứng trên lầu nhìn xuống, hai ánh mắt anh ta đỏ ngầu, hai tay nắm chặt như muốn giết chết một ai đó. Đứng một lúc, anh ta đi vào phòng nằm như không có chuyện gì. Còn Thảo mới vào đến cửa, thì ba mẹ chồng ngồi ở bàn lên tiếng châm chọc. Sao không ở lại ít ngày trong đó nữa rồi hãng về? Hai con mắt của Thảo xuất hiện những giọt nước mắt chuẩn bị như muốn trào ra. Con có bị khùng đâu mà muốn ở trong viện về? Mẹ không vào thăm con được một lần thì cũng đừng nói lời cay đắng với con như vậy được không?
Bà Tâm giận tím mặt. Tôi làm gì có dạy Diễm Phúc được chăm sóc cô. Người như cô thì đâu thiếu gì người chăm sóc. Thảo vẫn chưa hiểu được ẩn ý của bà mẹ chồng dành cho cô. Cô giả câm giả điếc, vớ như vẫn không nghe thấy gì hết. Lên đến phòng, thấy Toàn nằm ở giường, cô nhẹ nhàng đi lại hỏi. Anh về rồi sao? Em chờ anh đến đón mà không thấy đâu. Toàn nhìn cô rồi trả lời. Anh xin lỗi, anh đi về mệt quá. Mà em về bằng gì vậy? Dạ, em đi xe ôm về. Ừ, vào tắm rửa nghỉ ngơi, ít bữa cho khỏe. Thảo cảm thấy có sự xa cách giữa cô và Toàn. Thái độ hững hờ vô tâm của anh ta khiến cho Thảo ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra với anh phải không? Đâu có, anh vẫn bình thường mà. Em đừng suy nghĩ nhiều mà lại mệt đó. Dạ, em biết rồi. Một tháng trôi qua, cuộc sống của Thảo vẫn luôn trôi qua như vậy. Dạo này Toàn đi hay đi về sớm, thường bỏ mặc cô một mình ở nhà. Một bữa, hai bữa không sao, nhưng càng lâu, Thảo càng thấy lạ và nghi ngờ. Bỏ qua hết tự trọng của bản thân, cô quyết định theo dõi Toàn. Chẳng thà không biết, chứ biết rồi khiến cho cô đau không thể nào chịu nổi. Cô bất ngờ khi biết được Toàn là một kẻ phản bội. Anh ta đang cùng với Tuyết ôm nhau đi vào khách sạn. Cái cảm giác lúc nhìn thấy hai người họ, trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Tình yêu, sự tin tưởng dành cho Toàn vội tan biến hết. Chẳng cần suy nghĩ, cô lấy hết can đảm đi lên, gõ cửa phòng của hai người họ. Ở bên trong Toàn đang chuẩn bị lâm trận với Tuyết thì nghe tiếng gõ cửa. Anh ta bực mình lẩm bẩm trong miệng. Mẹ kiếp, ai mà làm phiền lúc này chứ? Tuyết nhõng nhẽo. Anh yêu nóng tính thế. Chắc là nhân viên khách sạn đó. Anh đi ra mở cửa xem sao. Toàn nghe lời Tuyết, vội lấy cái khăn quấn ngang người rồi đi ra mở. Cánh cửa vừa mở ra, Toàn ngạc nhiên khi thấy Thảo đang đứng ở cửa. Thảo, em đang làm gì ở đây? Câu này em mới hỏi anh mới đúng. Sao anh lại phản bội em vậy Toàn? Anh nói là anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp cơ mà. Toàn nhếch mép cười đều. Cô cũng đâu chung thủy với tôi. Người ta nói ông ăn chả bà ăn nem, đâu có gì là sai. Thảo tá hỏa với lời nói của anh ta. Anh đang nói cái gì vậy? Em không chung thủy với anh ở chỗ nào? Toàn không ngần ngại mà chạy vào lấy điện thoại ra, mở hình cùng với video cho Thảo xem. Cô nhìn đi, cô đi viện mà vẫn cặp kè được với trai, thì hỏi thử những ngày qua cô chung thủy với tôi ở chỗ nào? Nhìn những hình ảnh cùng video mà Toàn đang cầm trên tay, cả người Thảo chết lặng. Cô không hiểu sao anh ta lại có được những hình ảnh rõ nét như thế. Anh ấy chỉ là bạn của tôi thôi. Trong lúc tôi khó khăn thì có người giúp đỡ, đó là một điều may mắn. Còn anh thì sao? Anh lên giường với cô ta, anh không thấy xấu hổ hay cắn rứt lương tâm với tôi sao? Toàn cười như được mùa. Bạn mà ngồi bón cho nhau từng thìa cháo như vậy, xem có nực cười không cơ chứ? Cô có chắc là mình không lên giường với anh ta không? Cả người Thảo run lên bần bật, hai chân cô đứng không vững khi nghe anh ta nói vậy. Không thể chịu nổi, Thảo giơ tay định tát anh ta một cái. Nhưng anh ta giơ tay ra, bắt lấy tay cô rồi đẩy về phía trước. Đê tiện, cô dám đánh tôi. Từ bên trong, Tuyết đi ra với vẻ mặt hớn hở. Chị Thảo đi về đi, chứ đàn ông mà một khi đã ngoại tình rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Chị có níu kéo cũng vô ích thôi. Thảo cảm thấy ghê tởm vì sự trơ trẽn của cô ta. Tôi không ngờ cô Tuyết. Cô có ăn có học mà xử sự như một người thất học. Cô đi cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Chắc cô vui và hả hê lắm hay sao? Tuyết đi lại ôm lấy Toàn rồi nói. Em chẳng cướp chồng của ai hết đâu chị. Anh Toàn đến với em là trên tinh thần tự nguyện. Bọn em có ăn có học, có nghề nghiệp đàng hoàng thì đến với nhau là lẽ đương nhiên. Chị đã nghe câu gió tầng nào gặp mây tầng đó chưa chị? Hai hàng nước mắt của Thảo chảy đầy hai má. Cô nhìn hai bọn họ cảm thấy căm thù và chán ghét. Giờ có đứng ở đây đôi co với họ
chỉ khiến cho cô thêm đau lòng hơn. Nói với loại người vô lại như hai người chỉ khiến cho tôi thêm mệt mỏi và đau đầu. Tôi chờ anh ở nhà nhé Toàn. Chúng ta về giải quyết một lần cho xong. Tôi sẽ trả tự do cho anh. Nói xong, Thảo quay mặt bước đi. Ra đến cổng khách sạn, cô ngồi sụp xuống khóc nức nở. Bỗng trời đổ một cơn mưa tầm tã. Giờ đây, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống miệng, khiến cho cổ họng cô mặn chát. Người ta thường nói, nơi lạnh nhất nhất không phải là Bắc Cực, mà đó chính là lòng người. Cứ tưởng cuộc đời của cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ai ngờ hạnh phúc ấy bây giờ tan biến chỉ trong một nốt nhạc. Còn Toàn, sau khi từ khách sạn trở về, anh ta dắt theo cả Tuyết về cùng nữa. Vừa nhìn thấy cô ta, bà Tâm chạy ra, tay bắt mặt mừng. Tuyết mới đến hả cháu? Dạ, mấy hôm nay không đến mà cháu nhớ hai bác quá trời. Bà Tâm cười như vừa mới trúng số. Đúng là khéo ăn khéo nói. Bác thích tính cách của cháu lắm luôn. Bác cứ quá khen, làm cháu ngại. Vào đến nơi, Toàn vội hỏi mẹ mình. Thảo đâu rồi mẹ? Nhắc đến Thảo, bà Tâm vội thở dài. Ôi dào, nó đi đâu về mà ướt như chuột lột, cứ im im đi lên phòng. Đúng là nhà này xui xẻo khi rước phải một đứa con dâu không ra gì. Phải chi nó được một góc của cháu Tuyết ở đây thì tốt biết mấy. Đi trên lầu xuống, Thảo nghe bà ta nói mà tim nhói đau như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào vậy. Bao ngày qua, dù bà ta nói gì, cô cũng bỏ ngoài tai hết. Bởi vì cô cứ nghĩ là cô đang sống vì Toàn. Cô không muốn làm cho anh ta buồn và suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ thì không. Anh ta đã phản bội cô thì cô chẳng có lý do gì mà níu kéo, mà chịu đựng ở đây nữa. Bà nói xong chưa? Tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh khi được gả vào đây. Các người mang tiếng là người có ăn có học mà xử sự giống như một lũ vô học. Tôi về đây đã cố gắng làm mọi thứ mong được nhận lại một chút tình thương từ các người, nhưng các người đã vô tâm đạp đổ tất cả những thứ mà tôi đang cố gắng. Tôi nói cho bà biết, bà bỏ cái thói chê bai người khác đi. Tôi tin chắc một ngày nào đó bà cũng sẽ gặp quả báo, khi đó đừng kêu trời kêu đất là mình bị oan nhé. Người ta nói tức nước vỡ bờ, một khi sức chịu đựng đã quá giới hạn thì bắt buộc con người ta phải xả ra hết cho nhẹ lòng. Bà Tâm vừa tức giận vừa xấu hổ đi lại định tát vào má của Thảo, nhưng cô biết nên tránh được. Bà có tư cách gì mà đánh tôi? Bà ta gào lên. Cái con mất dạy này, mày ăn nói với mẹ chồng như thế sao? Hay là mày cặp kè với trai ở ngoài rồi nó kêu mày về chửi tao như thế? Thảo nhếch mép cười. Tôi có cặp kè với trai, bà cũng không có quyền lên tiếng ở đây. Hôm nay tôi sẽ trả tự do cho đứa con trai yêu quý của bà. Tôi cũng đâu có ngu mà ở đây hứng chịu những lời cay nghiệt từ bà. Đang tức giận mà nghe Thảo nói vậy, hai mắt bà ta sáng rực lên. Mày nói thật sao? Ý là ly hôn với thằng Toàn sao? Thảo nở một nụ cười chua chát. Đúng vậy, chắc bà vui lắm phải không? Bà ta trả lời thản nhiên. Ừ, vui chứ. Đó là điều ta mơ ước bấy lâu nay. Thảo không nói gì thêm nữa. Cô ta đi lên lầu đưa tờ ly hôn xuống cho Toàn ký. Anh ký vào đi. Tôi chẳng cần gì hết. Điều tôi cần bây giờ là tự do. Bà Tâm đứng bên cạnh dục. Ký đi con, ký nhanh không nó đổi ý đó. Toàn đưa ánh mắt nhìn Thảo. Cô có hối hận không? Thảo trả lời dứt khoát. Tôi chẳng có gì phải hối hận. Anh ký nhanh lên cho tôi còn lên dọn đồ. Phận đàn bà 12 bến nước, chẳng biết bến nào đục bến nào trong, Thảo gạt nước mắt đi lên phòng dọn đồ, kết thúc một mối tình đầy cay đắng. Tim cô đau lắm, cô đau không phải vì anh ta phản bội, mà vì cô vẫn đang còn yêu, đang dành tình cảm cho một người không xứng đáng. Tình yêu mà, đâu có phải nói quên là quên ngay được đâu, cái gì cũng cần có thời gian mới xóa nhòa được hết tất cả. Thảo vừa kéo vali xuống, cũng là lúc bố chồng của cô về. Ở trong nhà này, có lẽ người cô tôn trọng nhất là ông ấy. Thảo, con tính đi đâu vậy?
Bà Tâm đứng bên cạnh nói xen vào. Nó đòi ly hôn để đi với trai đó ông. Ông Dũng quay sang quát vợ mình. Bà bớt nói giùm tôi có được không? Thảo nhìn bố chồng, rồi cô trả lời lại. Con xin lỗi bố, con phải đi đây. Bố ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho bố nghe xem nào. Dạ, bọn con sẽ ly hôn đó bố. Ông Dũng ngạc nhiên. Hai đứa làm trò con nít sao? Đòi chết đòi sống để cưới nhau, bây giờ lại bỏ nhau là sao? Toàn cố gắng giải thích cho ông Dũng hiểu. Mong bố hiểu, chúng con không thể sống cùng với nhau được nữa. Còn bà Tâm thì nhảy dựng lên nói với chồng mình. Ông nhiều chuyện quá, nó thích ly hôn thì cứ để cho nó ly hôn đi. Hỏi nhiều làm gì cho mệt đầu. Đó là chuyện tốt, ông hiểu không? Thảo cũng chẳng muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cô lặng lặng đi cho khuất mắt. Cô tính về tiệm may để ở, nhưng nhớ đến chú thím, cô lại rẽ sang nhà họ. Chú thím nhà cô cũng vừa mới trong Nam trở về, nên cô cũng chưa gặp, nên cảm thấy rất nhớ. Nếu giờ họ biết chuyện, chắc họ sẽ đau lòng lắm luôn. Nhưng biết làm sao được, đó là số phận của cô mà. Thảo, cháu tính đi đâu mà mang nhiều quần áo vậy? Nghe chú Hùng hỏi, Thảo bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Chú ơi, cháu vừa mới ký vào tờ đơn ly hôn. Cháu không thể sống được với anh ấy nữa. Ông Hùng ngạc nhiên không nói lên lời. Cháu nói cái gì vậy Thảo? Chú nghe không mà không hiểu gì hết. Thảo lấy tay lau nước mắt sang một bên, rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình cho ông Hùng nghe. Nghe xong, ông ôm Thảo vào lòng mà dỗ dành. Cháu bỏ là đúng. Chú ủng hộ cháu. Chú không ngờ bao ngày, tháng qua, cháu lại sống khổ sở và chịu sự khinh bỉ của nhà họ như vậy. Nhìn Thảo, ông Hùng thương đứt ruột gan. Ông cứ ngỡ cô được sống hạnh phúc. Ai dè lại thành ra thế này. Thôi, không khóc nữa. Đi vào trong nhà tắm. Lát nữa thím đi chợ về, rồi ăn cơm. Đàn ông tốt ở ngoài đường thiếu gì. Cháu không cần phải đau buồn vì một thằng đàn ông như nó. Được sự động viên của chú, Thảo như có thêm sức mạnh. Cô đi vào trong cất đồ đạc. Ngày tiếp theo trôi qua, được trở về là chính mình, cô cảm thấy thoải mái và tự do gấp mấy lần khi đang ở nhà chồng. Cô lại bắt đầu trở về với công việc may vá của mình. Mọi người ở đây ai cũng biết chuyện, cô chuẩn bị ly hôn. Chẳng ai cười chê, mà ngược lại, họ còn động viên cô nhiều hơn nữa. Hôm nay, cô cố tình về sớm, mua một ít đồ ăn để nấu cho chú thím. Thấy chiếc xe máy dựng ở sân trông, có vẻ quen quen. Chiếc xe này, sao mình thấy quen quá? Suy nghĩ một lúc, thì đúng lúc Phong từ trong ngoài đi ra. Hai người nhìn nhau không nói được lời nào. Cô Thảo. Thảo cũng đứng hình vài giây. Anh Phong, anh làm gì ở đây vậy? Ông Hùng đứng bên cạnh nói xen vào. Hai đứa quen nhau sao? Dạ, bọn cháu quen nhau trong bệnh viện. Ông Hùng lại tiếp lời. Cậu Phong đây là thợ sửa điện lạnh. Cái máy lạnh nhà ta bị hư nên chú gọi cậu ấy ra sửa giùm ấy mà. Phong ngại ngùng nhìn Thảo. Tôi và cô đúng là có duyên nhỉ. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Dạ, đây là nhà chú thím tôi. Tôi bữa nay ở đây luôn. Phong thắc mắc. Sao cô không ở bên nhà chồng nữa? Thảo buồn bã trả lời. Tôi đang làm thủ tục ly hôn với chồng. Vậy à, tôi xin lỗi cô nhé. Không sao đâu, tôi quen rồi mà. Nói chuyện qua lại một chút, Phong cũng được gia đình ông Hùng mời lại ăn cơm. Cháu ở lại ăn cơm nhé. Chú cháu mình làm tí lai dai cho vui. Phong vui vẻ đáp lời. Dạ, lâu rồi cháu không có ai ngồi cùng, nên rất buồn. Hôm nay được chú mời, cháu xin tiếp chú hết mình luôn. Ông Hùng cảm thấy hài lòng vì sự nhiệt tình của Phong. Tốt lắm, Thảo đi vào trong nấu nướng, rồi làm cho chú đĩa mồi ngon ngon nhé. Dạ, cháu biết rồi ạ. Từ lần đó trở đi, Phong trở thành khách quý của gia đình. Cứ lúc nào rảnh là anh lại ghé nhà chơi, rồi làm cái này cái kia cho ông Hùng. Đối với Toàn,
Hồi trước ông Hùng luôn cảm thấy xa cách, nhưng đối với Phong, anh rất thân thiện và chịu khó, nên ông Hùng rất thương và ngỏ ý muốn ghép đôi cho anh với Thảo. Thảo biết ý, nên lúc nào cũng nói xa nói gần để cho ông Hùng hiểu. Thật sự trong lúc này, cô không nghĩ ngợi gì đến việc đi tiếp bước nữa. Một lần là quá đủ rồi. Hôm nay đang ngồi ăn cơm, Thảo bỗng thấy mắc ói. Cô không thể nào ăn tiếp được nữa mà chạy một mạch đi vào trong. Lúc trở ra, Thím Hồng lo lắng hỏi, cháu bị sao vậy Thảo? Dạ, sao tự nhiên cháu mắc ói quá? Mấy ngày nay nghe mùi cơm sôi là cháu lại bị vậy. Ông Hùng lo lắng. Hay cháu ăn không tiêu? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Còn Thím Hồng thì lại nghĩ khác. Cháu có bị trễ kinh không? Thím ấy nhắc mới nhớ, cô bị trễ kinh 2 tuần rồi. Dạ, cháu trễ kinh 2 tuần rồi ạ. Trời đất, có lẽ cháu có thai rồi. Sao cháu không đi khám? Vào thay đồ nhanh lên, thím chở đi đến bệnh viện xem sao. Nghe thím ấy nói, Thảo cũng lo lắng đi vào trong. Đến bệnh viện, cô hồi hộp không nói lên lời. Nếu như lời thím Hùng đó nói đúng, thì có nghĩa cô sắp được làm mẹ sao? Mời cô Nguyễn Thị Thảo vào phòng siêu âm. Thím Hồng dục, vào đi cháu, đến lượt rồi đó. Thảo gật đầu rồi vội đứng dậy đi vào. Cô nằm lên bàn đi, tôi siêu âm cho. Nghe lời bác sĩ, cô cũng leo lên giường nằm. Vị bác sĩ vừa siêu âm vừa hỏi, cô bị trễ kinh lâu chưa? Dạ, thưa bác sĩ, được 2 tuần rồi. Một lúc sau, vị bác sĩ kết luận, chúc mừng cô có thai được 6 tuần rồi. Về nhà nhớ ăn uống bồi bổ cho thai nhi phát triển khỏe mạnh nhé. Cái giây phút ấy, Thảo như vỡ òa hạnh phúc. Cô không ngờ bé con lại đến bất ngờ với mình như vậy. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Từ khi biết mình có thai, Thảo làm việc gì cũng rất cẩn thận. Nhiều lúc ngồi một mình, cô cũng suy nghĩ mông lung. Nếu như số cô may mắn, chắc con của cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ rồi. Cô bất chợt lấy tay thoa vào bụng rồi thủ thỉ, bé con của mẹ tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ sẽ cố gắng cho con có được một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ yêu con nhiều lắm. Vài ngày sau đó, thủ tục ly hôn giữa cô và Toàn đã hoàn tất. Cô và anh ta từ nay mỗi người một đường, không liên quan gì đến nhau. Và đứa con trong bụng cô cũng vậy. Cô không cho anh ta biết đến sự tồn tại của nó. Đứa bé chỉ là con của mỗi mình cô mà thôi. Về phần Toàn, sau khi ly hôn xong với Thảo, anh ta nhanh chóng kết hôn với Tuyết. Thảo nghe tin mà cô không buồn cũng không vui. Cô bỗng cười chua chát ở trong lòng. Họ sống như thế nào mặc kệ họ, mọi thứ đã có ông trời lo hết. Điều quan trọng bây giờ là cô phải có tiền, có đủ sức khỏe để lo cho con bé con của mình đang trong bụng chuẩn bị sắp chào đời. Cô Thảo ơi, cô đang suy nghĩ gì vậy? Nghe tiếng gọi, Thảo giật mình quay về thực tại. Ôi, anh Phong làm cho tôi hết hồn. Gì mà cô ngồi đờ đẫn ra như vậy? Tôi đứng nãy giờ ngoài cửa đợi rồi đó. Thảo ngại đỏ hết mặt mũi. Thật vậy sao? Tôi xin lỗi anh nhiều nhé. Có gì đâu mà xin lỗi. Hôm nay tôi đến nhờ cô may lại cho tôi mấy bộ quần áo đi làm. Nó cứ bung chỉ ra hết. Thảo vui vẻ trả lời. Anh đưa đây tôi làm cho. Cảm ơn cô Thảo nhiều nhé. Rồi nhìn Thảo thoăn thoắt đưa từng mũi kim mà Phong cảm thấy rất thích thú. Cô Thảo khéo tay thật đó. Tôi thầm ao ước có được một người vợ là thợ may như cô đó. Thảo cười. Lấy vợ thợ may làm gì hả anh? Làm không đủ ăn mà suốt ngày phải cắm mặt vào máy may, khổ lắm. Ai thì tôi không biết, chứ riêng tôi thấy người nào làm thợ may cũng hiền lành, xinh đẹp. Chắc chỉ được vài người thôi, còn tôi thì lại thấy mình ngược lại. Sao cô Thảo lại nghĩ vậy? Tôi thấy cô là đẹp nhất đó luôn. Vừa làm vừa nói chuyện, Thảo cũng đã sửa xong đồ cho Phong. Của anh xong rồi nè. Anh mà khen tôi nữa là tôi phổng lỗ mũi lên rồi nè. Cảm ơn cô, hết bao tiền tôi gửi cô nhé. Thảo xua tay từ chối. Thôi anh cầm về đi, có đáng bao nhiêu đâu.
Mai mốt có đồ gì hư, cứ đưa ra đây, tôi sửa cho. Vậy để mai mốt sửa nhiều một chút, tôi trả tiền luôn một thể nhé. Thảo bật cười vì cái tính thật thà, dễ thương của Phong. Được rồi, anh cứ làm đi. Tiền bạc tính sau, anh đừng lo nhé. Chuyện Thảo có thai, thật ra Phong cũng đã biết. Anh vừa nghe chú của Thảo kể xong. Nhiều lúc, anh muốn được quan tâm Thảo theo một cách đúng nghĩa, nhưng lại sợ cô từ chối. Hôm nay, ngồi lai dai với ông Hùng, Phong đã lấy hết can đảm để nói ra những gì mình nghĩ trong lòng. Chú Hùng ơi, cháu thật sự rất thích Thảo. Chú có cách nào giúp cháu không? Ông Hùng ngạc nhiên hỏi lại. Cháu nói là thích con Thảo nhà chú sao? Đúng vậy, mà nó bây giờ đang có thai. Cháu không ngại sao? Dạ không, cô ấy có thai đó là chuyện vui. Cháu rất muốn được chăm sóc hai mẹ con cô ấy. Nghe Phong nói, ông Hùng cảm thấy xúc động. Trong thời gian qua, được tiếp xúc với anh, ông nhận Phong là một người đàn ông tốt. Nếu như Thảo không có thai, chắc ông ấy đã đẩy thuyền cho hai người đến với nhau rồi. Chuyện này nó phức tạp lắm cháu. Con Thảo nó lại có thai với chồng cũ. Lỡ hai đứa lấy nhau về, con anh con tôi lại càng thêm khổ hơn. Phong khẳng định chắc nịch. Cháu yêu em Thảo và cũng xem em đứa bé trong bụng của em ấy như con ruột của mình. Giờ cháu có thể nói được vậy, nhưng khi bước vào một cuộc hôn nhân thật sự, khi đó mọi chuyện sẽ khác. Giống như thằng Toàn hồi trước làm đòi chết đòi sống lấy con Thảo, giờ được mấy bữa lại kéo nhau ra tòa đấy thôi. Phong hiểu những lời của ông Hùng nói. Anh biết Thảo là một người con gái chịu nhiều tổn thương bất hạnh. Dạ, cháu hiểu những gì chú nói. Nhưng cháu thấy cháu và em Thảo có hoàn cảnh giống nhau, nên hy vọng chú hãy cho cháu cơ hội được chăm sóc em ấy suốt đời. Tối hôm đó, trong lúc ngồi ăn cơm, ông Hùng dò xét ý của Thảo. Thảo này, cháu ăn nhiều vào, còn có sức mà sinh em nữa chứ? Dạ, cháu biết rồi chú. Mà giờ cháu tính sao? Cứ một mình nuôi con thế này vất vả lắm. Sau này đứa bé lớn lên, không có bố tội nghiệp nó. Thảo ngước đôi mắt ngấn lệ, nhìn chú mình. Biết làm sao được hả chú? Tại phận cháu mỏng manh nên phải chịu vậy. Cháu hy vọng đứa bé sau này lớn lên sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cháu. Ông Hùng im lặng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng. Nếu giờ có người đồng ý muốn ở bên cạnh cháu thì cháu có đồng ý không? Thảo cười. Ai mà dám ở cạnh một người bỏ chồng lại có thai nữa hả chú? Với lại cháu cũng không nghĩ đến chuyện đó. Một lần là quá đủ rồi. Cháu không muốn đi theo bước nữa đâu. Ừ, đó là chú chỉ hỏi vậy thôi. Mọi quyết định là nằm ở cháu. Dạ, cháu hiểu mà chú. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Cái bụng của Thảo ngày càng lớn. Bé con trong bụng là con trai. Cô vui và hạnh phúc lắm. Tuy là mẹ đơn thân, nhưng khi nào cô cũng ngập tràn hạnh phúc vì có sự chăm sóc của chú thím và sự quan tâm đặc biệt của Phong. Hôm nay là ngày hẹn đi tái khám. Phong xin nghỉ làm để đến chở Thảo đi. Thảo ơi, xong chưa? Lên anh chở đi khám nè. Thảo vừa bước từ trong tiệm ra thì nhìn thấy Phong, cô ngạc nhiên. Sao anh biết hôm nay em đi khám? Là thím Hồng nói đó. Thảo hơi ngại. Trời đất, em tự đi được mà. Có người đi cùng chẳng phải tốt hơn sao? Nhanh ra anh chở đi cho kịp giờ. Từ lúc hai người trở thành bạn thân thiết, Phong lúc nào cũng giúp đỡ cô theo cách riêng của mình. Anh cũng bắt Thảo phải đổi lại cách xưng hô cho dễ gần hơn. Nhiều khi nhìn hai người họ giống y như một cặp vợ chồng thật. Nhiều người tốt ý còn ra sức đẩy thuyền cho cặp đôi. Thảo biết ý nên lúc nào cũng tìm cách chối khéo. Cô biết Phong là một người đàn ông tốt, nhưng nhìn lại bản thân mình, Thảo cảm thấy không xứng đáng với anh. Thảo leo lên xe của Phong ngồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nên đến bệnh viện lúc nào không hay. Em đứng đây chờ anh, để anh đi cất xe nhé. Dạ. Thảo đứng tí, liền cảm thấy mỏi chân, định đi lại ghế ngồi, thì vô tình đụng mặt với hai người. Đó là bà Tâm với Tuyết.
bà ta thấy Thảo liền bĩu môi chế giễu. Khiếp, mới bỏ chồng được mấy tháng mà cái bụng to gần bằng cái trống rồi. May mà thằng Toàn nhà tôi bỏ sớm, chứ không lại phải nuôi con tu hú rồi. Thảo dương đôi mắt tròn to của mình nhìn bà ta. Tôi cũng thấy may mắn và hạnh phúc khi thoát khỏi nơi mà không có một tí tình người ấy. Để tôi chóng mắt xem sau này bà có cháu mà ẵm bồng không nữa. Bị đá xéo, bà ta tức điên lên, đi lại tát cho Thảo một cái đau đớn vào má. Vừa đúng lúc, Phong đi lại. Anh thấy chuyện bất bình, lên ra sức bênh vực Thảo. Bà có duyên quyền gì mà tát cô ấy? À, đây là nhân tình của mày phải không? Cậu cũng giỏi đấy, khi dám quen một đứa con gái lẳng lơ như nó. Gia đình tôi may phúc phần có cậu giúp giùm cho, không thì thằng Toàn khổ cả đời. Thảo nghe mà chẳng lọt tai được từ nào. Cô không muốn đôi co với bà ta nữa nên kéo Phong đi. Mình đi thôi anh, vào khám cho kịp giờ. Phong đáp lời Thảo. Ừ. Tuyết đi bên cạnh liền chêm vào mấy câu. Cô ta đúng là ghê gớm thật mẹ nhỉ. Chắc là khi ở với anh Toàn đã ăn nằm với cái anh hồi nãy rồi. Ừ, nhìn cái bụng của nó là biết. Gia đình mẹ thật có phúc khi con xuất hiện đúng lúc. Dạ, con cũng cảm thấy mình may mắn khi được làm vợ, làm con dâu của ba mẹ. Giờ mà hai đứa sinh cho mẹ một thằng cu nữa thì tốt biết mấy. Mẹ cứ yên tâm, từ từ rồi chúng con sẽ cho mẹ ấm bồng cháu nội đã luôn. Một thời gian sau. Thím ơi, cháu đau bụng quá. Thím Hồng đang giơ tay ở ngoài sân. Nghe tiếng Thảo gọi, thím đi vào. Sao vậy? Cháu nghe đau bụng rồi sao? Dạ, cháu đau lắm, nó cứ cuộn từng cơn lên vậy. Thím Hồng cuống lên. Chắc đau bụng đẻ rồi, để thím ra gọi chú Hùng với thằng Phong về, chở cháu đi viện. Sau một hồi hai người đó cũng về, Thảo được mọi người bế lên xe, đi thẳng đến bệnh viện. Mặc dù là mới sinh lần đầu, nhưng Thảo thuộc kiểu người dễ đẻ. Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, cô đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Chúc mừng cháu yêu đã vượt cạn thành công. Nhìn thằng bé, rồi nhìn sang mọi người, Thảo hạnh phúc không nói lên lời. Cháu cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Thím Hồng kéo tay Phong lại gần. Cháu phải cảm ơn Phong đây nè. Lúc cháu đau bụng đẻ, cậu ấy cứ chạy ngược chạy xuôi mà thấy thương. Thảo ngại ngùng. Dạ, em cảm ơn anh Phong nhiều nhé. Vì là đẻ thường nên 3 ngày Thảo được ra viện. Mặc dù không có bố mẹ, nhưng vợ chồng chú Hùng chăm sóc cô rất chu đáo khi ở cữ. Ở bên trong, Thảo đang chuẩn bị tắm cho con trai thì nghe tiếng Phong ở ngoài. Thím ơi, cháu đưa cái giỏ lợn sang nhờ thím hầm cho Thảo ăn cho có sữa nhé. Thật tình mà nói, Thảo rất quý Phong. Anh thật thà lại hiền lành dễ thương. Chỉ tiếc rằng cô đã lỡ một lần đò nên cảm thấy lúc nào cũng mặc cảm tới bản thân nên không thể mở lòng mình ra được. Lại nói về gia đình của Toàn, từ lúc cưới được Tuyết về đến giờ, đi đâu bà Tâm cũng khoe khoang với họ hàng bà con làng xóm là có được cô dâu xinh đẹp, lại giỏi giang. Tuyết thuộc kiểu người khôn khéo, lúc nào cũng dẻo miệng, lấy lòng gia đình chồng, nên cuộc sống của cô ta vô cùng sung sướng và thoải mái. Hôm nay ông Dũng và Toàn đi làm, chỉ còn Tuyết và bà Tâm ở nhà, cô ta mới sang phòng lân la nói chuyện. Mẹ ơi, con vào được không? Nghe tiếng con dâu, bà Tâm vui vẻ nói. Vào đi con. Ngồi được một lúc, Tuyết bắt đầu câu chuyện của mình. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy con? Tuyết lưỡng lự. Dạ con dạo này đang cần một số vốn làm ăn. Con đầu tư bên bất động sản đó mẹ. Ôi, con dâu của mẹ giỏi thế. Dạ, tại cái dự án này nó lớn quá mà vốn của con vẫn chưa đủ đó mẹ. Nếu thành công, có khi thu về cả chục tỷ. Bà Tâm sung sướng. Cả chục tỷ sao? Dạ, người ta giàu là nhờ bất động sản đó mẹ. Con giờ cần khoảng tầm 2 tỷ nữa. Con muốn hỏi với mẹ được không? Bà Tâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tầm 2 tỷ thì nhiều quá. Bố mẹ tiền tiết kiệm chỉ được mấy trăm triệu thôi. Con thấy sổ đỏ nhà mình rất có giá.
Hay mẹ bán với bố cho con mượn cầm ngân hàng, khi nào con có lời con trả tiền rồi lấy sổ về cho bố mẹ. Bà Tâm cũng hơi sợ khi nghe Tuyết nói vậy. Mà con làm ăn có chắc chắn không? Tuyết khẳng định. Dạ, chắc như đinh đóng cột đó mẹ. Mẹ thấy con xưa nay làm gì cũng tính toán nên mới có được thành quả như ngày hôm nay. Nhưng mẹ sợ bố con không đồng ý. Con biết vậy nên mới nhờ mẹ. Mẹ làm cách nào thuyết phục bố giùm con với? Ừ, để mẹ về bàn với bố xem sao. Lúc đầu, nghe bà Tâm nói vậy, thì ông Dũng một mực không đồng ý. Nhưng sau một hồi cả Toàn thuyết phục nữa, nên ông đã đồng ý cho Tuyết lấy sổ đỏ đi cầm ngân hàng. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm đối với tất cả mọi người như vậy. Nhất là đối với Thảo, cô hạnh phúc vì con trai của mình lớn lên từng ngày. Còn Phong, anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ con Thảo theo một cách riêng của mình. Đã nhiều lần Phong ngỏ ý muốn được rước mẹ con Thảo về ở chung, nhưng cô vẫn chưa đồng ý nhận lời. Hôm nay Thảo vừa trông con vừa may đồ cho khách thì Phong cầm một bó hoa to đùng đến. Thảo, tặng em nè. Thảo ngạc nhiên vì bó hoa hồng mà Phong cầm trên tay. Ngày gì mà anh lại mua hoa tặng em vậy? Em không biết sao, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 đó. Thảo đập vào trán mình rồi cười. Em có nhớ gì đâu, mà anh mua làm gì cho tốn tiền tốn bạc. Tại anh thích, được đứng ở đây tặng hoa cho em, đó là một may mắn cho anh rồi. Hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé Thảo. Cứ mở rộng lòng mình ra, cho anh một cơ hội được không? Thảo nhìn Phong với ánh mắt biết ơn. Em cảm ơn anh. Trong những tháng ngày qua, đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho mẹ con em. Chúng ta nên dừng lại ở tình bạn, có lẽ sẽ tốt hơn đó anh. Sao vậy Thảo? Anh không xứng đáng với em sao? Thảo nhìn Phong bối rối. Không phải đâu anh. Đối với em, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Vậy tại sao em không cho anh cơ hội để chăm sóc mẹ con em? Em xin lỗi vì em cảm thấy mình không xứng đáng. Phong nhìn Thảo đắm đuối. Em rất xứng đáng, anh đã thích em từ rất lâu, lần đầu tiên gặp em trong bệnh viện. Khi biết em đã có chồng, cái cảm giác của anh lúc đó rất tồi tệ. Em có hiểu cho anh không Thảo? Nói xong, Phong đi lại ôm lấy Thảo mà siết chặt vào lòng mình. Đừng từ chối anh nữa nhé. Anh yêu em rất nhiều, hãy để cho anh xoa dịu những nỗi đau trong lòng của em được không Thảo? Hai hàng nước mắt của Thảo chảy đầy hai má. Cô không cần giàu sang phú quý, thứ mà cô cần là có được một người chồng bình thường, biết yêu thương gia đình là được. Nhưng những người mà từng đổ vỡ một lần hôn nhân như cô, hầu như ai cũng cảm thấy sợ. Cô sợ những cuộc sống sẽ không được như ý muốn, rồi lại chia tay, sẽ khiến cho cả hai thêm đau lòng. Anh hãy tìm đi người khác, tốt và hơn em về mọi mặt để yêu nhé. Nếu không lấy được em, thì anh sẽ ở vậy nuôi coupon cùng với em. Chứ anh không đi lấy ai ngoài em nữa. Bỗng từ ngoài cửa, vợ chồng chú Hùng đi vào. Thảo, cháu hãy cho thằng Phong một cơ hội đi. Hai đứa mà lấy nhau, chú sẽ có một số vốn mà làm ăn được nữa. Nghe tiếng chú mình cất lên, Thảo đỏ mặt vội đẩy Phong ra. Chú thím, đến có việc gì không ạ? Thì đó, chú thím đến để tác thành cho hai đứa chứ sao. Cháu đừng có cứng đầu nữa. Chẳng có người đàn ông nào tốt hơn thằng Phong nữa đâu. Chú thương mày thì chú mới khuyên thật lòng đó. Sau một hồi nói qua nói lại, Thảo đã gật đầu đồng ý. Cái giây phút hạnh phúc ấy khiến cho tất cả mọi người đều vỡ òa. Nhất là Phong, anh đi lại, bế Thảo lên rồi xoay mấy vòng. Anh cảm ơn em nhiều nhé. Vậy là Thảo lại một lần nữa được khoác lên mình chiếc áo của cô dâu. Hạnh phúc đâu phải là nhà cao cửa rộng, mà hạnh phúc chỉ khi ta tìm được một tình yêu đích thực và luôn hết lòng vì ta là quá đủ rồi. Vì là cưới lần thứ hai, nên Thảo cũng chỉ tổ chức nho nhỏ, mời những người thân thiết đến dự mà thôi. Sau đám cưới được sự giúp đỡ của chú Hùng và có ít tiền tiết kiệm, Phong quyết định mở một cửa hàng điện lạnh để buôn bán. Có thể nói cuộc sống của Thảo và Phong
vô cùng hạnh phúc viên mãn. Vì Phong là trẻ mồ côi, nên chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ không bao giờ xảy ra. Được chồng yêu thương chiều chuộng, Thảo càng ngày càng đẹp và trẻ hơn hồi trước rất nhiều. Khác với cuộc sống của Thảo, thì cuộc sống của Toàn ngày càng tồi tệ. Tuyết dạo này thường hay đi sớm về khuya, mà mỗi lần về thì lại say không biết gì trời đất. Tiền mượn cầm sổ đỏ bữa hôm cô ta cũng chưa đem về, được cách nào để trả nợ. Bà Tâm nghe lời cô ta, được đồng tiền lương hưu nào là lại gói ghém đưa cho cô ta làm ăn, với hy vọng là sẽ kiếm thêm được vài miếng đất để đổi đời. Tối hôm nay cũng vậy, đã 12 giờ đêm rồi mà Tuyết vẫn chưa về. Toàn nằm lướt điện thoại thì vô tình bắt gặp hình ảnh gia đình hạnh phúc của Thảo. Tự nhiên trong lòng anh ta nổi lên một sự hờn ghen vô lý. Anh ta nhớ Thảo, nhớ những ngày hai người đang còn tình cảm. Toàn cảm thấy hơi cay nơi khóe mắt. Thảo, cô thật tốt số, cô bỏ tôi để đi tìm hạnh phúc mới như vậy sao? Bỗng ở dưới, tiếng của Tuyết đi về, kéo anh ta trở về thực tại. Toàn, anh đâu rồi? Sao anh không ra mở cổng cho tôi? Anh thật là vô dụng. Anh chỉ là thằng làm công ăn lương nhà nước, ba cọc ba đồng, đâu có xứng đáng làm chồng của tôi. Ở bên trong, vợ chồng bà Tâm cũng vội thức giấc. Tuyết, cô đi đâu về mà say khướt như vậy? Cô có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Tôi không biết. Tôi đi chơi về, anh dám ý kiến sao? Bà Tâm thấy đứa con dâu vàng ngọc của mình như vậy thì đi lại nhẹ nhàng nói. Con uống thì phải có chừng mực chứ. Con gái con lứa mà say thế này, thiên hạ họ biết được, họ lại cười cho. Con chẳng sợ ai cười. Sống là phải vui vẻ, thoải mái, làm những điều mình. Chứ như ai như bố mẹ, rồi cả anh Toàn nữa, suốt ngày cứ ở ru rú trong nhà, không biết cái gì ngoài xã hội thì chán lắm. Vừa nói xong, cô ta xả ra một nhà toàn thức ăn hôi tanh. Ông Dũng ngao ngán, chỉ biết lắc đầu rồi đi phòng vào nòng. Từ khi Tuyết về làm dâu đến giờ, cô ta chưa phải đụng tay đụng chân bất cứ một việc gì trong nhà. Bà Tâm lúc nào cũng dành làm hết. Nhưng dạo gần đây, bà ta cũng thấy chán nên thường nói bóng nói gió để cho Tuyết hiểu. Nhưng cô ta thuộc kiểu người không muốn tiếp thu, nên dù bà ta nói thế nào, cô ta cũng mặc kệ. Toàn, con dọn dẹp rồi đưa nó lên phòng ngủ đi. Mẹ nghe phát ngán với nó rồi đó. Toàn nhăn mặt. Mấy việc này con làm không quen, mẹ dọn giùm con với. Rồi kéo cô ta vào một góc cho cô ta nằm, mai tỉnh rượu thì nói cô ta sau. Sáng mai khi trời vừa sáng, bà Tâm đi ra phòng khách đập Tuyết dậy. Tuyết, dậy thay quần áo đi con. Đang ngáy ngủ, cộng với mệt nữa nên cô ta gắt gỏng. Mẹ im lặng cho con ngủ thêm một tí nữa được không? Đúng là phiền phức mà. Bà Tâm tức điên lên quát lớn. Cái con bé này, ăn nói với mẹ chồng hỗn hào như vậy sao? Đi chơi thì uống cho cố vào, rồi về nằm một đống ở đây. Tuyết bực mình ngồi dậy, chửi cho bà ta một trận. Sao mẹ lắm điều thế? Mẹ đừng nghĩ con giống như con Thảo, nói gì cũng được nhé. Tại con Thảo nó ngu thì nó mới chịu đựng, chứ con thì mẹ đừng có mơ. Từ trên lầu đi xuống, Toàn thấy cô ta ăn nói hỗn hào với mẹ. Tức quá, liền đi lại tát cho Tuyết một cái đau đớn vào má. Cô dám ăn nói với mẹ như vậy sao? Cô sai mà còn lớn giọng ở đây. Anh có tư cách gì mà đánh tôi? Một thằng nhân viên quèn như anh, lương không đủ cho tôi đi ngoại giao một bữa, thì đừng có đứng ở đây để nói chuyện nghe chưa? Bị xúc phạm một cách quá đáng, Toàn không giữ nổi bình tĩnh, đi lại đá vào người cô ta mấy cái. Cô nhiều tiền vậy, sao không đưa tiền về để gia đình tôi lấy sổ đỏ về? Tôi cũng chán cô lắm rồi, tôi hối hận vì đã bỏ Thảo để lấy cô. Thấy tình hình căng thẳng, bà Tâm ra sức giảng hòa. Có gì từ từ rồi hai đứa nói chuyện, chứ vợ chồng với nhau không tránh khỏi cãi vã. Giờ Tuyết nghe lời mẹ đi lên phòng tắm rửa, rồi mẹ nấu cái gì cho con ăn nhé. Ông Dũng từ trong phòng ra, thấy vậy nên nói lời trách móc bà Tâm. Bây giờ bà thấy sáng mắt ra chưa? Hồi xưa con Thảo nó hiền lành ngoan ngoãn
thì bà luôn tìm mọi cách để bắt bẻ hành hạ nó. Giờ có con dâu mới thì lại phải nhỏ nhẹ chiều chuộng nó hết mình. Bà làm sao thì làm, tình hình này phải nói nó đưa tiền mà chuộc cái sổ đỏ về, không làm mất nhà như chơi đó nha. Nghe chồng mình nói, bà Tâm cũng cảm thấy rất sợ, nhưng bà ta vẫn cố giữ bình tĩnh để đáp lại lời của chồng. Ông nói sao, chứ con Tuyết nó giỏi giang, làm sao có chuyện mất nhà ở đây được? Bữa tôi hỏi mà nó kêu họ đang trả giá cái lô đất ấy, nên chờ một thời gian nữa. Tôi không biết, bà tự lo mà giải quyết đấy. Nấu nướng xong xuôi, bà ta bưng một tô cháo lên, gõ cửa phòng Tuyết. Tuyết ơi, mẹ vào được không? Tuyết mệt mỏi đi ra mở cửa. Con húp miếng cháo cho đỡ mệt nhé. Mẹ cứ để đó, lát con ăn. Mà Tuyết nè, cái lô đất con nói đó đã bán được chưa? Dạo này tiền lãi ngân hàng tăng cao nên bố mẹ muốn lấy cái sổ về để cho đỡ tiền lãi. Tuyết nhăn mặt. Mẹ chờ một thời gian nữa đi. Chứ giờ đang đời ít nên chị bạn đầu tư với con chưa muốn bán. Giờ mà mình nôn bán đất là mất mấy lần tiền tỷ đó mẹ. Được từng nào cũng được con ạ. Mình có nhiêu xài nhiêu, đừng có ham một đĩa mà bỏ cả mâm con ạ. Ôi, tư duy của mẹ đúng là hạn hẹp, trách gì mà không giàu nổi. Con đã bỏ một số tiền lớn để đầu tư thì bắt buộc phải thu về được kha khá mới xứng đáng. Mẹ cứ yên tâm, khi nào con bán xong đất là con đưa tiền cho mẹ lấy sổ đỏ về. Nghe cô ta nói vậy thì bà Tuyết biết nói gì nữa đây. Mà con còn tiền nữa không, đưa cho mẹ một ít để mẹ trang trải tiền ăn uống với đóng tiền lãi được không? Tuyết đi lại lấy túi, lấy ra chục triệu đưa cho bà Tâm. Mẹ cầm tạm chục triệu đã nhé. Dạo này con phải tạo nhiều mối quan hệ làm ăn nên hơi tốn một xíu, mẹ thông cảm đã nhé. Có tiền, bà Tâm cười tít mắt. Không sao đâu con, mẹ luôn tin tưởng con mà. Thôi, con ăn đi, mẹ xuống dưới. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vài ngày sau, trong lúc ngồi ăn cơm, vợ chồng bà Tâm cùng với Toàn ngồi xem tin tức thời sự, thì mất hồn mất vía khi biết được mấy lô đất mà Tuyết đang đầu tư đều là dự án ma. Tất cả thủ phạm đã bị bắt, không những Tuyết mà rất nhiều nạn nhân nữa đều bị lừa và mất trắng số tiền đã bỏ ra. Toàn không thể bình tĩnh được nữa, liền đi lại bấm số gọi cho Tuyết. Nhưng số điện thoại cô ta không liên lạc được. Toàn, con Tuyết có bắt máy không? Dạ không, cô ta khóa máy rồi mẹ. Hai vợ chồng bà Tâm như ngồi trên đống lửa. Chết rồi, không biết cái thông tin này có thật không nữa. Nếu mà con Tuyết dính vào vụ này thì chúng ta cũng chết theo luôn. Bà Tâm nói chưa hết câu thì ở ngoài cổng có tiếng la hét ầm ĩ. Mở cửa nhanh. Ông Dũng nói với Toàn. Con đi ra xem ai ở ngoài mà ồn ào quá vậy. Dạ, để con ra xem sao bố. Toàn vừa mới ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy một đám người xăm trổ, mặt mũi hung tợn đứng ở ngoài. Các anh là ai mà đến la hét ầm ĩ ở cửa nhà tôi vậy? Đây có phải là nhà chồng của con Tuyết không? Phải. Bọn tao tới tìm con Tuyết. Cô ấy không có nhà. Vậy mày là chồng của nó đúng không? Đúng vậy. Thế mày mở cửa cho bọn tao vào, nói chuyện với mày và gia đình mày. Chúng tôi không có chuyện gì để nói với các anh hết. Mày có mở không? Nếu không mở, tao sẽ đập nát cái nhà này luôn cho mà coi. Toàn nghe bọn chúng ham dọa thì sợ hãi mở cửa cho bọn chúng vào. Vào đến nơi, thấy vợ chồng bà Tâm ngồi ở bàn một tên trong số đó, hất hàm hỏi. Con Tuyết trốn ở đâu rồi? Bà Tâm sợ quá, miệng lắp bắp. Tuyết nào cơ? Bà đừng giả vờ giả vịt. Chắc nó bây giờ trốn đi nơi khác rồi cũng nên. Nhưng nó trốn mặc kệ nó. Gia đình bà phải có nghĩa vụ trả nợ cho bọn tôi nghe chưa? Ông Dũng phẫn nộ đứng dậy hỏi. Nợ nần gì ở đây? Nói vậy chắc các người không biết con Tuyết là người như thế nào rồi. Nó hiện tại bây giờ đang nợ bọn tôi 2 tỷ cả vốn lẫn lời. Nếu các người không trả thì đừng trách bọn tôi vô tình vô nghĩa. Nghe nói đến số tiền nợ, bà Tâm như muốn xỉu tại chỗ. Các người nói láo, con dâu tôi làm gì mà phải đi nợ tiền các người chứ?
Tên đầu trọc rút trong túi ra một tờ giấy. Bà xem đi, đây là giấy ghi nợ, có chữ ký của nó rõ ràng. Vừa xem xong, bà Tâm liền ngất xỉu ra giữa nhà. Toàn bây giờ vừa sợ vừa lo. Cô ta nợ thì các anh đến mà đòi cô ta, chứ đòi gì đây chúng tôi. Nếu các anh làm quá thì chúng tôi sẽ đi báo công an. Các anh nên nhớ rằng tôi là cán bộ của huyện đó. Bọn chúng ngửa mặt lên trời cười lớn. Mày đi báo công an đi, bọn tao xin tiếp. Nếu gia đình mày mà không trả đủ số tiền nợ cô ta đã vay, thì mỗi ngày bọn tao xin một thứ trên người của từng thành viên trong gia đình nhé. Toàn cùng với ông Dũng, mặt cắt không ra giọt máu. Đụng đến ai, chứ đụng đến bọn cho vay nặng lãi, thì coi như là xong luôn. Các anh cho chúng tôi ít thời gian để xoay tiền, chứ giờ nói thật chúng tôi không có tiền, thì lấy gì mà trả đây? Mấy tên đó nhìn nhau rồi nói. Được, bọn tao cho thời hạn một tuần, nhớ trả đủ nghe chưa? Nói xong bọn chúng quay mặt đi về, vừa lúc bà Tâm chỉnh tệnh. Bọn chúng đi chưa? Mau lấy máy gọi cho con Tuyết về gấp. Mặc dù Toàn đã gọi hàng chục cuộc, nhưng số điện thoại trong tình trạng thuê bao. Bà Tâm ngồi sụp xuống nhà, ôm lấy đầu khóc nức nở. Tuyết ơi là Tuyết, cô ở đâu mà không về đi chứ? Ông Dũng bực bội quát lớn. Bà và thằng Toàn sáng mắt ra chưa? Cứ ham giàu ham đẹp để làm gì bây giờ, mang một đống nợ. Giờ mà không có tiền trả cho bọn chúng thì chúng sẽ lấy mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Nhà thì cấm tiếp mất tiêu rồi, giờ lấy gì mà trả đây? Toàn trấn an bố mẹ mình. Bố mẹ cứ yên tâm, chúng ta thử đi vay mượn họ hàng xem sao. Ừ, cứ trước mắt giải quyết đống nợ cho con Tuyết trước đã, rồi chúng ta tính sau. Bà Tâm thì vừa thở dài vừa khóc thút thít. Sao số tôi nó khổ thế này? Tuyết ơi là Tuyết, sao cô báo gia đình tôi như thế? Một thời gian sau, dạo gần đây cửa hàng nhà Thảo làm ăn phát đạt, nên Phong bàn với cô mở thêm chi nhánh. Vì công việc nhiều lại không có ai làm việc nhà, nên cô đành phải thuê giúp việc. Cô có nhờ người quen giới thiệu cho một người. Alo, cô Thảo phải không? Tôi đã tìm được người giúp việc cho cô rồi. Thảo mừng rỡ khi nghe người ta báo tin đến. Dạ em cảm ơn chị, họ nói khi nào đến làm cho em được chị. Ngày mai em ạ, em thu xếp công việc đón bà ấy với nhé. Dạ em biết rồi chị. Qua ngày mai, đúng 7 giờ thì chị gái kia chở bà giúp việc đến. Vừa nhìn thấy bà ta, Thảo đứng hình vài giây. Đây là giúp việc của nhà em sao chị? Chị gái đau gật đầu. Ừ, bác ấy nhìn vậy chưa siêng năng và sạch sẽ lắm. Bữa bác ấy cũng làm cho nhà kia rồi mà gia đình họ chuyển vào Nam sinh sống nên bác ấy bắt buộc phải nghỉ. Người giúp việc đó không ai khác chính là bà Tâm, mẹ chồng cũ của Thảo. Bà ta nhìn thấy cô thì không nói được lời nào, đành úp mặt vào lưng của chị kia để trốn. Chị chở bà ta về đi, em nhìn bà này em không thích. Sao kỳ vậy Thảo, cứ để cho bác ấy làm thử một vài ngày xem sao. Bỏ qua hết mọi liêm sỉ của bản thân, bà Tâm đến xuống cầu xin Thảo. Xin cô hãy cho tôi làm thử ít bữa, nếu không được cô cứ đuổi tôi đi. Thảo cảm thấy lạ khi thấy thái độ của bà ta như vậy. Trong thời gian qua cô không hề quan tâm gì đến gia đình của nhà họ nữa, nên không biết chuyện gì cả. Cô suy nghĩ trong lòng, chắc là bà ta xảy ra chuyện gì lớn lắm nên mới đến cầu xin cô như vậy. Bà đi về đi, tôi không có diễm phúc được làm thuê cho nhà bà. Tôi năn nỉ cô đó, hãy cho tôi làm được không? Hiện tại tôi đang rất cần tiền. Vừa lúc Phong đi giao hàng về, anh nghe vậy liền nói. Cứ để cho bà ta làm đi em. Chuyện cũ bỏ qua, đừng để trong lòng mà mệt mỏi. Thật ra Thảo cũng đã quên và bỏ qua hết tất cả. Chỉ là cô ấy không thấy tiện khi tiếp xúc với bà ấy thôi. Chồng tôi nói vậy, thì tôi sẽ đồng ý cho bà thử việc trong 3 ngày. Nếu làm tốt, thì tôi sẽ giữ lại. Còn không, thì tôi sẽ đuổi việc bà. Tiền lương, tôi sẽ chủ đạt trả đủ như theo thỏa thuận. Bà Tâm cúi người xuống cảm ơn. Tôi cảm ơn cô nhiều.
Mấy ngày sau đó, bà ta đi làm rất đúng giờ. Nhìn thấy cu Bon, bà ta cứ đứng nhìn mãi. Thằng bé đáng yêu quá. Nó giống với thằng Toàn lúc nhỏ. Thảo không nói gì. Cô đi lại bế thằng bé đi vào. Nhiều khi Thảo cũng muốn cho cu Bon nhận lại bố và ông bà nội. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô lại không muốn nữa. Thấy bà ta đã thay đổi lại làm được việc, nên Thảo cho bà ta làm chính thức luôn. Nhiều khi cô ngồi suy nghĩ rồi cười một mình. Ở đời đâu ai biết được chuyện gì, có thể hôm nay bạn cười người, nhưng ngày mai bạn có thể khóc cũng nên. Thảo là một người hiền lành, tốt bụng. Qua tìm hiểu, cô biết được nhà của Toàn bị nợ nần chồng chất. Vì quá đau buồn nên ông Dũng đã đổ bệnh và mất. Toàn cũng vì xấu hổ nên bỏ việc đi làm ăn xa ở trong Nam. Giờ còn lại bà Tâm ở đây làm giúp việc kiếm sống qua ngày và kiếm tiền đóng lãi và nuôi Huệ ăn học ở ngoài Hà Nội. Thảo biết vậy nên nhiều khi cô còn cho bà ta thêm một ít tiền ngoài nữa. Thôi thì đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại bao giờ. Cả gia đình bà ta bị như vậy coi như là một sự trả giá thích đáng. Thảo không vì đau khổ của người khác mà cười hà hê được nữa. Tự nhiên mấy bữa nay Phong lại có ý định đi tìm bố mẹ ruột của mình. Anh chẳng có thông tin gì của họ ngoài một sợi dây chuyền bằng bạc được đeo vào cổ khi anh được người ta đem vào cô nhi viện. Thảo này, anh muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình. Thảo nhìn Phong, cô cảm thấy thương. Giờ tìm bằng cách nào hả anh? Anh cũng không biết nữa, nhưng anh linh cảm là bố mẹ anh vẫn đang còn sống. Anh chỉ có sợi dây này là vật quan trọng để bố mẹ nhận biết được anh. Cũng khó lắm anh à. Thời gian lâu rồi nên em sợ họ cũng mất liên lạc luôn. Anh biết vậy, nhưng anh hy vọng vẫn có một phép màu sẽ đến với anh. Thảo gật đầu trả lời Phong. Nếu anh có niềm tin như vậy thì em sẽ giúp anh. Chúng ta cứ đăng lên mấy nhóm tìm kiếm người thân xem sao. Mong là bố mẹ của anh sẽ tìm thấy sợi dây chuyền mà tìm đến. Hai người đang say sưa nói chuyện thì chợt cu Bon khóc ở ngoài. Tưởng có chuyện gì, Thảo cùng với Phong vội chạy ra. Có chuyện gì với thằng bé vậy? Bà Tâm trả lời. Thằng bé nó đòi tôi bế mà tôi lại chưa kịp nên nó khóc. Đúng là máu loãng hơn nước lạnh đặc mới hơn 2 tuần mà thằng bé lúc nào cũng quấn lấy bà Tâm không rời nửa bước. Thôi, em cầm sợi dây này, chụp hình rồi đăng lên giúp anh. Vừa nhìn thấy sợi dây, bà Tâm liền đi lại hỏi. Sao sợi dây chuyền này tôi thấy quen quen? Cô có thể cho tôi xem một tí được không? Thảo thấy lạ nên nói. Có gì đâu mà xem chứ. Bà đi làm việc đi. Cô cứ đưa đây tôi xem thử. Hình như tôi thấy nó ở đâu rồi ấy. Phong đứng bên cạnh nói. Cứ đưa cho bà ấy xem thử sao? Nghe lời Phong, cô đưa sợi dây chuyền cho bà ta. Xem xong khuôn mặt bà ta biến sắc, hai bờ môi đánh mạnh vào nhau. Cậu làm sao mà có được sợi dây này vậy? Sợi dây đó tôi nghe mấy người trong cô nhi viện kể là lúc tôi mới bị sinh bỏ ở ngoài cửa, là trên cổ tôi đã có sợi dây ấy rồi. Vậy cậu là trẻ mồ côi sao? Đúng vậy, từ nhỏ tôi sống ở cô nhi viện. Vậy cậu có cái bớt son ở giữa lòng bàn chân trái đúng không? Nghe bà ta hỏi mà Phong cảm thấy lạnh sống lưng. Sao bà lại biết rõ về tôi như vậy? Đúng, tôi có một cái bớt son ở giữa lòng bàn chân trái. Nghe Phong trả lời xong, cả người bà Tâm run lên bần bật rồi ngất xỉu ra giữa nhà. Thảo và Phong sợ hãi bế bà ta vào giường rồi lấy dầu xoa bóp. Sau một hồi bà ta đã dần tỉnh lại. Bà thấy khỏe hơn chưa? Tại sao bà lại ngất xỉu vậy? Bà Tâm bỗng bật khóc nức nở. Cậu chính là con trai của tôi. Cả Thảo và Phong giống như người trên trời rơi xuống. Bà đang nói cái gì vậy? Chính nhờ sợi dây chuyền ấy tôi mới biết được sự thật. Rồi bà ta đem câu chuyện năm xưa của mình kể cho Thảo và Phong nghe. Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, xã cử tôi đi dạy ở huyện khác. Thân con gái một mình ở nơi xa xôi, nhiều khi rất bất tiện. Tôi còn nhớ như in, tối hôm đó tôi vừa mới soạn xong bài vở thì nghe tiếng gõ cửa.
Tôi cứ tưởng là chị đồng nghiệp nên vui vẻ chạy ra mở xem sao. Cánh cửa vừa mở ra thì vô tình có một người đàn ông xông vào rồi đè tôi xuống giường. Sức tôi yếu nên không thể chống cự lại với hắn ta. Và kết quả cuối cùng là tôi đã bị hắn ta cưỡng bức một cách trắng trợn. Từ lần đó trở đi, tôi sợ hãi tâm trạng, rơi vào trầm cảm nặng. Sau một tháng từ ngày tôi bị cưỡng bức ấy, tôi cảm nhận bản thân mình có sự khác lạ và sau đó tôi đã phát hiện mình có thai. Nói đến đây, nước mắt bà ta giàn giụa rồi lại tiếp tục kể câu chuyện của mình. Hai người biết không, thời đó con gái chưa có chồng mà có thai, đó là một điều gì đó rất khủng khiếp và xấu hổ lắm. Với lại, tôi là giáo viên nữa, nên việc có thai đó là một sự nhục nhã cho cả trường và gia đình. Qua bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định bỏ đứa bé, nhưng khi đến nơi, giống như tình mẹ trỗi dậy trong tôi, nên tôi đã bỏ về và không dám quay lại nơi đó một lần nào nữa. Cái bụng của tôi càng ngày càng lớn. Tôi sợ mọi người biết nên đã đường đột xin nghỉ việc và ở ẩn ở nhà một người bạn. Đúng 9 tháng 10 ngày, tôi hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Vì ích kỷ bản thân lại sợ dư luận điều tiếng, không còn cách nào khác, đành phải dứt tuột bỏ đứa bé lại trước cửa cô nhi viện. Và sau đó tôi tiếp tục quay lại công việc và lấy chồng sinh con cho đến tận bây giờ. Và đứa bé đó không ai khác, chính là cậu Phong bây giờ. Phong và Thảo nghe xong câu chuyện mà cứ ngỡ như đang nằm mơ. Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy? Tại sao bà lại khẳng định tôi là con trai của bà? Bà Tâm nhìn Phong rồi trả lời. Chỉ có người sinh ra cậu thì mới biết rõ về cậu như vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ khi bản thân là một người mẹ tồi. Phong bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Chẳng ai trên đời mà được lựa chọn nơi mình sinh ra. Anh vẫn còn cảm thấy may mắn hơn những đứa trẻ khác là anh vẫn còn được sống, vẫn không bị bà ấy phá bỏ khi còn là một cục máu. Phong, con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này được không? Giờ nhìn thấy con khỏe mạnh và thành đạt thế này, mẹ mừng lắm. Mẹ sẽ đi khỏi đây. Mẹ sẽ không làm phiền con thêm một phút giây nào nữa. Mẹ biết mình không xứng đáng để được con gọi hai tiếng mẹ ơi. Cả căn phòng bây giờ bao trùm lên một sự lặng đáng sợ. Thảo đi lại cầm lấy tay Phong rồi nói. Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng. Quyền quyết định là nằm ở anh. Em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh. Hãy làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo anh nhé. Đã từ lâu, Phong luôn khao khát được tìm lại bố mẹ ruột của mình. Giờ tìm được rồi, sao tim anh lại đau nhói thế này? Nhìn qua bà ấy, Phong cảm thấy tim mình xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ. Dù bà ấy có như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là người đã sinh ra anh và cho anh có được một hình hài nguyên vẹn để sống đến tận ngày hôm nay. Mẹ ơi! Hai tiếng mẹ ơi được cất lên khiến cho bà Tâm phải vỡ òa và khóc nấc lên. Con trai của mẹ. Cả căn phòng bây giờ như ấm lại và tràn ngập niềm hạnh phúc. Chẳng có gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Thảo nhìn hai người họ rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy là sóng gió bắt đầu qua đi. Thảo quyết định cho bà Tâm nhận lại cháu nội. Đứng trước mặt Thảo, bà ấy đã quỳ xuống và nói lời xin lỗi với cô. Mẹ xin lỗi con nhiều. Nếu như mẹ không cay nghiệt và hồ đồ thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã không xảy ra như thế này. Mẹ thật xấu hổ khi phải đối diện với một người con dâu tốt như con. Hãy tha lỗi cho mẹ nhé Thảo. Thảo cầm tay bà ấy rồi đỡ lấy. Mẹ đứng dậy đi. Chẳng phải bây giờ con cũng là con dâu của mẹ rồi mà. Chúng ta hãy dành thời gian để yêu thương nhau thật nhiều mẹ nhé. Còn Toàn, sau khi được bà Tâm kể hết mọi chuyện, anh đã quyết định về quê và nhận sự giúp đỡ từ vợ chồng Thảo. Nhìn cu Bon Thảo bế trên tay mà Toàn đã bật khóc. Con trai của bố xin lỗi con nhiều nhé. Sau mấy ngày ở lại, được sự thuyết phục của vợ chồng Thảo, Toàn đã đồng ý ở lại làm việc cho cửa hàng của Phong và Thảo luôn. Mấy người họ bây giờ trở thành một người một nhà, sống và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Sau một thời gian dài,
Toàn cũng đã trả nợ hết và tìm được hạnh phúc riêng cho bản thân. Về phần Thảo, cô hạnh phúc với những gì mình đang có bây giờ. Vợ chồng cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đón thêm thành viên mới và khai trương thêm một vài chi nhánh ở những nơi khác. Có thể nói, cuộc sống của Thảo bây giờ không có gì để nói ngoài hai từ viên mãn. Người ta nói, đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Câu nói này rất đúng đối với cuộc đời của Thảo. Một cô gái mồ côi chịu nhiều cay đắng, tổn thương trong cuộc sống. Nhưng với sự hiền lành và tấm lòng bao dung của mình, giờ đây cô đã có một hạnh phúc trọn vẹn khiến người khác nhìn vào đều phải ngưỡng mộ và ghen tị với cô. Thưa quý vị, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin đừng quên để lại một lượt like, đăng ký kênh và nhớ mở chuông để có thể nhận được thông báo những bộ truyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.